Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 121. Lúc này, Khuất Thần đột nhiên nói, bây giờ việc quan trọng nhất là phải trở lại vũ trụ quan huyên, chỉ có trở lại vũ trụ quan huyên, nguy cơ lần này mới được giải quyết. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra. Bây giờ bọn họ chỉ trở lại vũ trụ quan huyên mới an toàn. Bởi vì ở bên ngoài bất kể là thư viện quan huyên hay tiên bảo các đều không dám đắc tội Đại Chu. Phương Ngự đột nhiên nói, chúng ta đi tới tinh vực Thiên Trần, nơi đó có trận pháp dịch chuyển tới vũ trụ quan huyên. Lúc này Khuất Thần lắc đầu, không được, nơi đó quá xa, hơn nữa, Đại Chu chắc chắn cũng nghĩ đến chuyện này, vì vậy nhất định bọn họ đã cử người đến đó. Sắc mặt Phương Ngự hơi khó coi. Khuất Thần trầm giọng nói, sự việc đến mức này, đám người Đại Chu chắc chắn sẽ không để cho chúng ta trở lại vũ trụ quan huyên, vì vậy, ta đoán, bọn họ có thể sẽ điều thêm nhiều cường giả tới, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý. Vừa nói xong, sắc mặt cường giả thư viện quan huyên và cường giả tiên bảo các mà Khuất Thần dẫn tới đều trở nên nghiêm túc. Tư Mã Phong đột nhiên nói, chết không đáng sợ. Sợ nhất là chết nhục nhã không ai biết như vậy, còn có mấy trăm triệu sinh linh trên đại lục bị vứt bỏ kia nữa, không thể bỏ rơi bọn họ như vậy được, chúng ta phải cử một người trở lại Tổng viện Vũ trụ Quan Huyên, vừa nói ánh mắt ông ta nhìn vào Phương Ngự. Khuất Thần cũng nhìn về phía Phương Ngự, Phương viện chủ, chỉ có ngươi trở lại Tổng viện chuyện này mới được giải quyết, ngươi phải trở lại Tổng viện. Phương Ngự lắc đầu, không được. Khuất Thần hơi nhíu mày. Phương Ngự nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ không cho ta trở về Tổng viện, ta là mục tiêu chính của bọn họ. Khuất Thần và Tư Mã Phong im lặng. Đúng vậy. Đại Chu dù thế nào cũng sẽ không để Phương Ngự trở về. Phương Ngự đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Quân và Táng Cương ở một bên, gã quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó nói, là ngươi bảo Long Đại Cô Nương đưa tin cho ta à? Lúc này, ánh mắt mọi người trong sân đều nhìn về phía Diệp Quân. Giờ bọn họ mới nhớ, mọi chuyện đều do người trước mặt này. Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ. Phương Ngự nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao ngươi lại biết ta? Nếu là ở vũ trụ quan huyên, người trước mặt này biết gã là điều bình thường, nhưng chỗ này vô cùng hẻo lánh, người biết gã vô cùng ít. Diệp Quân đã sớm chuẩn bị trước, vì vậy nói, ta từng đi qua vũ trụ quan huyên nên biết Phương viện chủ. Phương Ngự khẽ nhíu mày. Còn muốn nói gì đó, Khuất Thần bên cạnh đột nhiên nói, Phương viện chủ, lúc này không phải lúc quan tâm vấn đề này, chuyện ưu tiên bây giờ của chúng ta là cử người quay trở lại Tổng viện Thư viện Quan Huyên, để Tổng viện biết chuyện bên này. Phương Ngự nhìn chằm chằm Diệp Quân, để bọn họ trở về. Diệp Quân sửng sốt. Tư Mã Phong và Khuất Thần cũng sửng sốt. Phương Ngự trầm giọng nói, bất kể là ta hay là Khuất Thần chủ sự. Hoặc là Tư Mã Phong viện chủ đều là mục tiêu chính của bọn họ, nhưng vị huynh đệ này không phải, ba người chúng ta có thể thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó để vị huynh đệ này quay về Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Không được, Khuất Thần đột nhiên lắc đầu, cho dù hắn sống sót trở lại Tổng viện Thư viện Quan Huyên cũng vô ích, dù sao thì hắn cũng chỉ là người bình thường, hắn trở về sợ là ngay cả cửa thư viện cũng không vào được. Phương Ngự định nói gì đó, ngay lúc này. Thời không phía xa đột nhiên rung lên, một khắc sau, bốn luồng khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Bốn tên quân cận vệ Đại Chu phá thời không lao tới. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Khuất Thần và Tư Mã Phong lập tức tối sầm lại, ông ta không ngờ rằng đối phương lại tới nhanh như vậy. Cách đó không xa, bốn gã cường giả của quân cận vệ Đại Chu vừa mới tới, bốn luồng khí tức mạnh mẽ đã lập tức trói chặt bọn họ lại. Tất cả đều ở trong một trạng thái thần thánh. Ở một nơi như thế này, cường giả ở cấp này thật sự giống như một vị thần. Sau khi bốn gã quân cận vệ Đại Chu đi ra, Chu Ngôn và đám người Đại Chu cũng xuất hiện. Chu Ngôn dẫn đầu nhìn Khuất Thần cười nói, gặp Lâm Việt rồi à? Khuất Thần nhìn chằm chằm Chu Ngôn với ánh mắt thâm trầm và không nói gì. Chu Ngôn cười nói, bọn ta có thể tìm được các người nhanh như vậy đều là nhờ viện chủ Lâm Việt đó. Khuất Thần gần giọng nói, tên chó má này. Bây giờ ông ta mới hiểu được đám người trước mặt tại sao lại có thể tìm tới nhanh như vậy. Thì ra là do Lâm Việt tiết lộ tin tức. Làm tốt thật đấy. Chu Ngôn khẽ lắc đầu, chủ sự Khuất Thần, viện chủ Tư Mã Phong, các người nhìn xem,
những chuyện mà các người làm có ý nghĩa gì không? Nói rồi, ông ta đột nhiên nhìn về phía Phương Ngự, đặc biệt là người được bổ nhiệm mới của thư viện Quan Huyên, vốn dĩ có tiền đồ sáng lạn nhưng lại cố tình đâm đầu vào chỗ chết, đúng là ngu không ai bằng. Phương Ngự nhìn chằm chằm Chu Ngôn, địa vị nhà họ Chu ở Đại Chu chắc hẳn là không hề thấp, ta thật sự không hiểu nổi, ông có tài nguyên tốt như vậy, tại sao lại làm ra những chuyện không hợp pháp chứ? Chu Ngôn cười nhạt, ai lại ngại tiền nhiều chứ? Ở bất cứ thế giới nào, tu luyện đều phải đi đôi với tiền càng nhiều thì tức là cường giả bồi dưỡng ra lại càng nhiều. Đương nhiên, còn phải có dã tâm và dục vọng. Có được 100 triệu, lại muốn có thêm 1 tỷ, có 1 tỷ, lại muốn có thêm 1 tỷ nữa. Chu Ngôn đột nhiên nói, Phương Ngự, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu ngươi đồng ý quy phục Đại Chu của ta, những chuyện hôm nay, ta không những sẽ bỏ qua mà còn có thể giúp ngươi tìm chỗ đứng trong Tổng viện của Thư viện Quan Huyên, nếu như có sự trợ giúp của Đại Chu, cộng thêm cơ duyên của ngươi, tin ta đi, không tới 100 năm, Phương Ngự, ngươi cũng có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ ở Thư viện Quan Huyên đấy. Phương Ngự im lặng. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Phương Ngự, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bây giờ với Phương Ngự mà nói, đại cục đã được định sẵn, vì gã hoàn toàn không thể nào chống lại được những người trước mắt này. Nhưng đối với Chu Ngôn, Phương Ngự sống sẽ có ích hơn. Chu Ngôn lại nói, Phương viện chủ, dù cho ngươi không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ tới nhà họ Phương của ngươi chứ, ta tin rằng, ngươi nhất định sẽ không muốn người trong tộc của mình xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Đe dọa. Phương Ngự nheo mắt, chẳng lẽ ông còn có thể diệt trừ được nhà họ Phương của ta sao? Chu Ngôn cười nói, ngươi có muốn xem thử không? Phương Ngự siết chặt tay, không nói gì. Lúc này, Trần Tiêu đứng cách đó không xa đột nhiên nói, Phương gia chủ, ta cảm thấy chúng ta thật sự không cần phải lãng phí thời gian với bọn họ. Chu Ngôn khẽ gật đầu, nói đúng lắm. Lời vừa dứt, ông ta nhìn về phía 4 gã quân cận vệ cách đó không xa, 4 gã đó ngay lập tức biến mất tại chỗ. 4 luồng khí tức mạnh mẽ quét qua giữa sân. Cách đó không xa, Tư Mã Phong và Khuất Thần đã lập tức bước lên phía trước, 2 người đồng loạt ra tay, nhưng cảnh giới của bọn họ vốn thấp hơn 4 gã quân cận vệ kia. Hơn nữa, nhân số lại không chiếm ưu thế, bởi vậy, vừa mới giao đấu, bọn họ đã bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn bị nghiền nát. Chu Ngôn đột nhiên chỉ vào Phương Ngự ở đằng xa, giải quyết gã trước đi. 4 gã quân cận vệ kia lập tức xông về phía Phương Ngự. Phương Ngự nhìn 4 gã quân cận vệ thực lực vượt xa mình đang xông tới, ánh mắt gã không hề có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này, Khuất Thần cách đó không xa đột nhiên xòe bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một bức tranh cuộn tròn, ông ta niệm một câu thần chú, ngay sau đó, bức tranh cuộn kia đột nhiên bay dựng lên. Một luồng ánh sáng đáng sợ quét qua. Trong nháy mắt, 4 gã cường giả của quân cận vệ bị luồng ánh sáng này đánh lui. Thấy cảnh này, đám người Chu Ngôn nhíu mày, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khuất Thần. Trên đầu Khuất Thần, bức tranh kia được mở ra, nó rộng tầm khoảng 1000 trượng, đó là một bức tranh sơn thủy khổng lồ, xung quanh tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thần giai chí bảo, thấy cảnh này, vẻ mặt Chu Ngôn lập tức tối sầm lại. Ông ta nhìn về phía Khuất Thần, nhíu mày, tên này tại sao lại có nhiều báu vật như vậy chứ? Không chỉ có Chu Ngôn, Tư Mã Phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy khiếp sợ chủ sự Khuất Thần. Ông, Khuất Thần cười khổ. Đây đâu phải là bảo vật của ông ta, đây thật ra đều là đồ của Tiên Bảo Các, làm chủ quản sự của Tiên Bảo Các, ông ta được nắm giữ rất nhiều báu vật, nhưng thật ra không có quyền sử dụng chúng, để đề phòng chủ sự các nơi kiếm tiền bỏ túi riêng. Tiên Bảo Các đã đặt ra rất nhiều hình phạt nghiêm khắc, một khi tự ý sử dụng thần vật, nhẹ thì được miễn tội, nặng thì sẽ phải nhận hình phạt. Nhưng giờ phút này, ông ta không thể nào quan tâm nhiều thứ như vậy được nữa. Mạng sắp mất đến nơi rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Khuất Thần ngẩng đầu nhìn bức tranh, ông ta hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục kích hoạt bức tranh cuộc tròn, khi được kích hoạt, bức tranh đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó. Một tia sáng cao vạn trượng đột nhiên phát ra từ trong bức tranh, sức mạnh mãnh liệt đó đã đánh lui 4 gã quân cận vệ của Đại Chu chỉ trong nháy mắt. Không chỉ có bọn họ, đám người Chu Ngôn cũng bị tia sáng này đánh lui ra sau. Khuất Thần đột nhiên bước lên phía trước một bước, trong cơ thể ông ta có vô số huyền khí mạnh mẽ tràn vào bức tranh,
ông ta lại tiếp tục kích hoạt bức tranh, nó đột nhiên phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Dưới sự chấn động của luồng khí tức này, toàn bộ thiên hà dâng trào như nước khiến người ta sợ hãi vô cùng. Khuất thần đột nhiên giống lên, giết, giết. Lời vừa dứt, bức tranh kia đột nhiên hóa thành vô số tia sáng đánh thẳng về phía đám người Chu Ngôn, tia sáng quét qua nơi nào thì không gian xung quanh nơi đó đều bị phá hủy. Cách đó không xa, đám người Chu Ngôn thấy tia sáng kinh khủng đó, vẻ mặt trở nên cực kỳ căng thẳng, bọn họ cũng không ngờ rằng uy lực của thần vật kia lại đáng sợ đến như vậy. Họ lập tức vừa lui ra sau vừa phòng vệ, toàn bộ bầu trời sao ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Việc này cũng làm tiêu hao rất nhiều sức lực của Khuất Thần, chỉ trong nháy mắt, huyền khí trong cơ thể ông ta đã chạm đáy, không chỉ như vậy, bây giờ thực lực của ông ta hoàn toàn không thể nào khống chế được thần vật, bởi vậy trong thời gian ngắn ngủi vẻ mặt của ông ta cũng trắng bệch ra như tờ giấy. Đúng lúc này, ánh sáng tỏa ra từ thần vật cũng bắt đầu yếu dần, không bao lâu sau, những tia sáng đó đã tự tan biến hết, lúc này, một cường giả của quân cận vệ đột nhiên lao tới trước mặt Khuất Thần. Vẻ mặt Khuất Thần hoàn toàn thay đổi, ông ta vội vàng điều khiển thần vật chắn trước người mình. Bùm! Sau tiếng nổ, Khuất Thần bị đánh thẳng ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Tư Mã Phong đột nhiên chắn trước mặt tên cường giả của quân cận vệ, tay phải ông ta siết chặt lại, sau đó đấm ra một quyền. Sau cú đấm này, vô số chính khí hạo nhiên quét qua mặt ông ta, tên cường giả của quân cận vệ cũng đột nhiên đâm ra một ngọn giáo. Keng! Bùm! Một luồng súng nổ và chính khí hạo nhiên đột nhiên vỡ tan, tiếp theo, Tư Mã Phong và tên cường giả của quân cận vệ kia đồng thời lui ra sau, nhưng Tư Mã Phong còn chưa kịp dừng lại thì có thêm hai gã cường giả của quân cận vệ bay thẳng về phía ông ta. Bùm! Trong bầu trời sao, sau khi chính khí hạo nhiên tan vỡ, Tư Mã Phong đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, vừa mới dừng lại thì cơ thể ông ta đã tan biến, chỉ còn lại linh hồn. Mà đúng lúc này, một cường giả của quân cận vệ đột nhiên lao về phía Phương Ngự đứng cách đó không xa, đương nhiên là muốn nhanh chóng xử lý Phương Ngự. Đối mặt với cường giả ở cấp bậc này, Phương Ngự hoàn toàn không còn cách nào khác, gã nhìn chằm chằm tên cường giả của quân cận vệ đang lao về phía gã, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên đón nhận cái chết. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, Khuất Thần đột nhiên mang theo thần vật chắn trước mặt Phương Ngự, thần vật kia hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt bọn họ. Lúc này, một ngọn giáo đột nhiên phóng tới. Bùm! Thần vật rung lên mãnh liệt, sức mạnh cường đại kia đánh bay đám người Khuất Thần và Phương Ngự ra ngoài. Cũng may có thần vật ngăn cản phần lớn sức mạnh, nếu không chỉ bằng một đòn này, bọn họ đã chết rồi. Tuy vậy, nhưng Phương Ngự vẫn bị thương, cơ thể rạn nứt, máu me khắp người. Khuất Thần đột nhiên tự thiêu đốt cơ thể và linh hồn của mình, ông ta vội vàng kích hoạt thần vật. Thần vật đột nhiên hóa thành một tia sáng bao bọc lấy bọn họ, sau đó bay về phía chân trời. Đôi mắt Chu Ngôn híp lại, định chạy trốn sao? Ngây thơ! Nói rồi, ông ta dẫn mọi người đuổi theo bọn họ. Trong bức tranh, Phương Ngự đang nằm trên mặt đất đột nhiên nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, viện chủ Tư Mã Phong, chủ sự Khuất Thần, chúng ta ở lại giữ chân bọn họ, để vị huynh đệ và cô bé này đi đi. Khuất Thần liếc qua cơ thể đầy vết thương của Phương Ngự, gật đầu, được. Phương Ngự đột nhiên nắm lấy tay của Diệp Quân, gã lấy quan huyên lệnh ra, liếc qua rồi nhẹ giọng nói, đây là thứ trước đây đại ca của ta đưa cho ta, lúc đó huynh ấy nói rằng muốn để mọi người ở thế hệ của chúng ta không bao giờ mất hy vọng. Nói rồi, gã đặt quan huyên lệnh vào trong tay Diệp Quân, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, bây giờ ta giao nó lại cho ngươi, giúp ta chuyển lời với đại ca của ta, cứ nói, năng lực người huynh đệ của huynh ấy có hạn. Không làm được nhiều chuyện, nhưng huynh đệ của huynh ấy sẽ không để huynh ấy phải mất mặt đâu. Vừa dứt lời, máu tươi phun ra từ miệng gã, cùng lúc đó, cơ thể gã bắt đầu rạn nứt từng chút một, Khuất Thần đặt một chiếc nhẫn không gian vào trong tay Diệp Quân, tiểu huynh đệ, có thể tới vũ trụ quan huyên hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Nói xong, ông ta đưa Diệp Quân và Táng Cương tới một tinh không tĩnh mịch, bọn họ thay đổi hướng thần vật, lao tới phía đám người Chu Ngôn. Nhưng bọn họ vừa mới lao tới thì bốn ngọn giáo lại đâm thẳng về phía bọn họ. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, thần vật kia nổ tung ra, đám người Khuất Thần rơi từ trên trời xuống, cuối cùng ngã thật mạnh xuống đất, Phương Ngự vừa chạm đất, cơ thể lập tức vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn lại xác thịt.
Đám người khuất thần cũng bị trọng thương. Lúc này, đám người Chu Ngôn dừng trên mặt đất, ông ta nhìn đám người Phương Ngự cách đó không xa, giết. Giết. Lời vừa dứt, bốn gã thị vệ của quân cận vệ lao thẳng về phía đám người Phương Ngự. Phương Ngự lập tức trở nên tuyệt vọng, hai mắt gã từ từ nhắm lại, Dương huynh, vĩnh biệt. Đúng lúc này, cách đó trăm trượng về phía bên phải, thời không nơi đó đột nhiên vỡ ra, sau đó, một cô gái mặc áo đỏ, tóc cũng đỏ như máu, trong tay cầm giáo chậm rãi bước ra. Thấy có người đột nhiên xuất hiện, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Chu Ngôn nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ, ngươi là người phương nào? Cô gái áo đỏ chậm rãi bước về phía ông ta, Diệp An. Chu Ngân nhíu mày, cái quái gì thế? Giết, lời vừa dứt, bốn gã cường giả của quân cận vệ xung quanh ông ta lao về phía cô gái. Lúc bốn cường giả của quân cận vệ Đại Chu lao về phía Diệp An cách đó không xa, hai mắt Diệp An hơi nheo lại, khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đột nhiên lóe lên như một tia sét lướt qua trong tích tắc, tốc độ cực nhanh, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong tích tắc, bốn cường giả của quân cận vệ Đại Chu đông cứng tại chỗ, giữa hai hàng lông mày của bọn họ có một cái lỗ, đồng thời máu cũng tràn ra. Một chọi bốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Ngôn cách đó không xa đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ta không ngờ người phụ nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện lại mạnh mẽ đến thế. Phải biết rằng, bốn cường giả quân cận vệ kia đều đạt tới cảnh giới có một phần thần tính. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây mà họ lại bị giết ngay lập tức. Giờ phút này, trong mắt Chu Ngôn không chỉ có vẻ nghiêm túc, còn có chút cảnh giác cùng nghi hoặc. Vẻ mặt của đám người Trần Tiêu cũng tỏ ra nghiêm túc chưa từng có. Người phụ nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện này có sức mạnh quá lớn, khiến mọi người e dè, tất cả mọi người đều hơi ngờ vực không biết đây là ai. Cách đó không xa, sau khi Diệp An dùng một đòn giết chết bốn cường giả của quân cận vệ Đại Chu, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn, giết ta ư. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An, mắt hơi nheo lại. Tuy cảnh giác nhưng khí thế của ông ta không hề yếu, ngươi là ai, ngươi biết ta là... Diệp An đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đồng tử của Chu Ngôn đột nhiên co rút lại, ông ta vừa định ra tay, nhưng đúng lúc này, một cây thương dài đã đâm xuyên qua ngực ông ta. Đùng! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Ngôn bị đóng đinh ngay tại chỗ. Chết ngay tức khắc. Giờ phút này, sắc mặt của đám người Trần Tiêu đều biến sắc. Họ không biết người phụ nữ này là ai cũng là điều bình thường vì Diệp An hầu như không xuất hiện ở thư viện Quan Huyên. Không giống như Diệp Quân, cô ấy được sinh ra ở hệ Ngân Hà. Mặc dù sau này cô ấy đã giúp đỡ Diệp Quân nhưng số lần cô ấy xuất hiện quá ít. Vì vậy, hầu hết người bình thường không biết nhiều về cô ấy. Đám người Đại Chu lại càng không. Chu Ngôn nhìn Diệp An với vẻ hoài nghi, nói với giọng run rẩy, ngươi. Ngươi chính là Diệp An. Tuy nhiên, Diệp An hoàn toàn phớt lờ ông ta, cô ấy lấy ra một lá thư rồi nhìn về phía đám người Phương Ngự cách đó không xa, ai đã gửi cho ta bức thư này. Diệp Quân ở một bên vẫn im lặng, nhưng ánh mắt Diệp An lại rơi vào người hắn. Diệp Quân im lặng. Diệp An cứ nhìn chằm chằm Diệp Quân như vậy, cũng không lên tiếng. Diệp An, đúng lúc này, Trần Tiêu cách đó không xa dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt. Giọng run rẩy nói, ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng. Tỷ tỷ của viện trưởng. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người trong sân đều thay đổi. Viện trưởng có tỷ tỷ sao? Chu Ngôn bị đóng đinh bên kia hoàn toàn bối rối. Hai chân Trần Tiêu bắt đầu run rẩy. Diệp An. Với tư cách là thế lực bản địa trong vũ trụ Quan Huyên, ông ta đương nhiên biết Diệp Quân có tỷ tỷ. Sở dĩ ban đầu ông ta không nghĩ ra là vì tỷ tỷ của viện trưởng quá khiêm tốn, gần như chưa từng xuất hiện ở thư viện Quan Huyên. Tuy nhiên, ban đầu khi Diệp Quân đang đại chiến với Chân Vũ Trụ, người tỷ tỷ này có xuất hiện, còn cả lúc Diệp Quân kết hôn, Diệp An này cũng từng góp mặt. Tuy nhiên, ông ta cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng thấy tận mắt, bởi vì khi Diệp Quân kết hôn, nhà họ Trần của ông ta hoàn toàn không có tư cách tham dự. Ở một bên, sắc mặt của Lý Quân chủ Sự Tiên Bảo Các cũng rất khó coi. Lão ta nhìn chằm chằm Diệp An, nói, Trần Tiêu, người có chắc không? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Diệp An, hai tay nắm chặt, giọng nói không ngừng run rẩy, ta không biết, ta chỉ biết viện trưởng có một người tỷ tỷ,
hình như tên là Diệp An. Nghe Trần Tiêu nói vậy, sắc mặt Lý Quân trong nháy mắt tái nhợt. Tỷ tỷ của Diệp Quân. Trần Tiêu nhìn Diệp An, đột nhiên nói, ngươi là Diệp An à? Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn Trần Tiêu, cây thương bay ra khỏi tay. Bùm! Trước khi Trần Tiêu kịp phản ứng, ông ta đã bị đóng đinh tại chỗ. Mọi người! Diệp An lạnh lùng liếc nhìn Trần Tiêu, lắm lời quá. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Diệp Quân, nhìn xong chân mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì cô ấy không thể nhìn thấu. Ngay sau đó, ánh mắt của cô ấy lại rơi vào Táng Cương bên cạnh Diệp Quân. Đột nhiên, cô ấy xuất hiện ngay trước mặt Táng Cương. Đôi mắt của Táng Cương hiện lên vẻ hung dữ, vội cầm một con dao đâm về phía trán Diệp An. Con dao găm của cô bé dừng lại cách trán Diệp An khoảng nửa tấc. Thực lực hiện tại của cô bé hiển nhiên không thể so sánh với Diệp An. Diệp An nhìn vòng xoáy huyết sắc trong mắt Táng Cương, lông mày hơi nhíu lại. Đột nhiên, huyết mạch phong ma Táng Cương kích hoạt, cô bé dang rộng lòng bàn tay rồi giơ lên. Thuật đề đầu. Tuy nhiên, lần này thuật đề đầu của cô bé đã thất bại. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, nói, ngươi ngông cuồng thật đấy. Táng Cương quay đầu nhìn Diệp Quân, rất khó hiểu, rõ ràng đang hỏi tại sao chiêu võ của cô bé không có tác dụng. Lúc này, Diệp An cũng nhìn Diệp Quân, ngươi tên là gì? Diệp Quân im lặng. Người khác khi nghe đến cái tên Dương Tháp có thể không nghĩ nhiều, nhưng tỷ tỷ trước mặt mà không nghĩ nhiều mới lạ. Thấy Diệp Quân không nói gì, Diệp An đột nhiên nắm lấy vai hắn, sau đó xoay người. Không đợi hắn phản ứng, cô ấy đã đá vào mông hắn. Bịch! Diệp Quân bay ra xa vài thước, cuối cùng đầu trà xuống đất mẹ một hồi. Diệp Quân! Nhìn thấy Diệp Quân bị đánh, Táng Cương tức giận. Cô bé nắm chặt tay, một dòng huyết mạch phong ma dâng trào từ bên trong cô bé. Tuy nhiên, khoảnh khắc huyết mạch phong ma đó đến gần Diệp An lại cứ như chuột thấy mèo, nó dường như cảm nhận được nguy hiểm và nhanh chóng rút lui. Táng Cương sửng sốt. Diệp An nhìn chằm chằm vào Táng Cương, không nói thêm lời vô nghĩa nào. Cô ấy nắm lấy vai Táng Cương, dùng lực xoay người cô bé lại. Sau đó, cô ấy đá vào mông cô bé. Bịch! Táng Cương bay ra ngoài, đúng lúc đáp xuống bên cạnh Diệp Quân, ăn một ngụm đất. Táng Cương nhổ đất ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cô bé lấy ra một con dao, chuẩn bị lao về phía Diệp An. Lúc này, Diệp Quân nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô bé, bỏ đi, nhẫn nhịn. Táng Cương! Lúc này, Tư Mã Phong ở bên cạnh đột nhiên nói, cô nương, cô thật sự là tỷ tỷ của viện trưởng à? Diệp Quân quay đầu nhìn Tư Mã Phong, không giống sao. Tư Mã Phong liếc nhìn Diệp Quân, sau đó vui mừng khôn xiết, giống, rất giống. Ở bên cạnh, Khuất Thần cũng phá lên cười. Đúng là tỷ tỷ của viện trưởng rồi. Sự xuất hiện của Diệp An đối với bọn họ giống như chợt nhìn thấy một tia sáng trong vực sâu tuyệt vọng. Bên kia, sắc mặt đám người Trần Tiêu trở nên vô cùng tái nhợt. Tỷ tỷ của viện trưởng. Nhà họ Dương này có thân phận thế nào vậy chứ? Biểu cảm của Chu Ngôn lúc này rất bình tĩnh, ông ta cứ nhìn chằm chằm Diệp An như vậy. Diệp An đi đến chỗ Diệp Quân và Táng Cương một lần nữa, cô ấy liếc nhìn Diệp Quân, cũng không nói gì mà nhìn Tư Mã Phong ở bên cạnh, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tư Mã Phong nhanh chóng nói cho Diệp An biết ngọn nguồn sự việc, sau khi nghe Tư Mã Phong nói xong, lông mày Diệp An đột nhiên nhăn lại, thằng nhóc này làm viện trưởng kiểu gì vậy chứ? Sao cấp dưới của nó đều phản chủ như vậy? Tư Mã Phong mỉm cười, ông ta không dám trả lời. Diệp Quân cười khổ. Diệp An quay sang nhìn Chu Ngôn cách đó không xa, nhưng Chu Ngôn lại bật cười, vừa định lên tiếng, Diệp An đột nhiên giơ tay tát ông ta. Bốp! Cơ thể Chu Ngôn bị một bạt tai đánh nát. Tất cả mọi người! Diệp An nhìn chằm chằm Chu Ngôn lúc này chỉ còn lại linh hồn, buồn cười lắm à! Vẻ mặt của Chu Ngôn vô cùng khó coi, hai tay siết chặt, ánh mắt u ám. Diệp An chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên, cô ấy ngẩng đầu nhìn vùng tinh không sâu thẳm, đôi mắt hơi nheo lại, vẫn đang gọi người đến à. Khi cô ấy vừa dứt lời, tinh hà đột nhiên sôi sục ở phía xa. Theo sau đó, 12 cường giả mặc áo giáp màu vàng kim từ từ xuất hiện.
12 tên thuộc quân cận vệ Đại Chu. Không giống như 4 cận vệ lúc trước, 12 cận vệ này đều có cảnh giới 3 phần thần tính, hơn nữa bọn họ còn mặc bảo vật cấp đế. Ngay khi 12 tên cận vệ Đại Chu xuất hiện, một luồng hào quang đáng sợ bao phủ tất cả thời gian và không gian. Nhìn thấy những cường giả quân cận vệ Đại Chu, Tư Mã Phong và Khuất Thần ở bên cạnh hoảng hốt, Chu Ngôn đúng là điên rồi. Vào thời điểm như thế này mà vẫn triệu hồi bọn họ. Trần Tiêu cũng vô cùng ngạc nhiên không ngờ bây giờ Chu Ngôn lại gọi viện binh. Diệp An liếc mắt nhìn 12 tên cận vệ Đại Chu, ngược lại hơi kinh ngạc. Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An, cho dù ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng thì đã sao? Tỷ tỷ của viện trưởng thì cho rằng có thể ức hiếp Đại Chu của bọn ta à? Đột nhiên, Diệp An tiến lên một bước, tát ông ta một cái. Chát! Với cái tát đó, linh hồn của Chu Ngôn đột nhiên run rẩy và trở nên hư ảo. Chu Ngôn sửng sốt, lúc này ông ta đã là một linh hồn, nếu phải chịu thêm một đòn tấn công nữa, có thể ông ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ông ta không ngờ rằng dù có 12 cường giả cận vệ Đại Chu bên cạnh, cô gái trước mặt vẫn không hề sợ hãi. Lúc này, một cường giả Đại Chu ở cách đó không xa đột nhiên nói, các hạ thật ngang ngược. Diệp An quay đầu nhìn cường giả Đại Chu đang lên tiếng, gã định nói gì đó, Diệp An đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sắc mặt của cường giả Đại Chu bỗng thay đổi đáng kể. Gã đang định ra tay, nhưng vào lúc này, một sức mạnh kinh khủng bao trùm lấy gã. Dưới luồng sức mạnh này, cơ thể gã trở nên hoàn toàn bất động. Khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, một cây thương dài đã đâm xuyên qua ngực gã. Chết ngay tại chỗ. Diệp An đứng trước mặt tên cường giả vừa lên tiếng, ngang ngược ư. Gã cường giả kia căm tức nhìn Diệp An, ta chính là đại. Diệp An đột nhiên giơ tay lên tát. Chát. Đầu gã cường giả ngay lập tức bị tát bay. Máu tươi phun thành cột. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sững sờ. Diệp An nhìn cái đầu đang lăn, phủi tay. Bình tĩnh nói, Đại Chu của ngươi đang hù dọa ai thế? Giết à, mau giết à, đúng lúc này, Chu Ngân ở cách đó không xa đột nhiên gầm lên. 11 cường giả quân cận vệ Đại Chu còn lại lúc này cũng tỉnh táo lại, bọn họ đồng loạt lao về phía Diệp An. 11 tên cường giả 3 phần thần tính đồng loạt xông lên, uy thế khủng bố đến mức chỉ vỏn vẹn một luồng uy áp thôi, đã khiến cho tinh hà ở đây sục sôi. Sắc mặt của đám người Tư Mã Phong trắng bệch như giấy. Những cường giả trước mắt này, hoàn toàn không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Lúc này, chân phải Diệp An khẽ dẫm xuống một cái, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vụt! Một luồng thương mang vụt qua. Khí thế như sấm sét. Cùng với đó là một âm thanh lanh lảnh, chói tai đột ngột vang lên. 11 tên cường giả cảnh giới 3 phần thần tính đó ngay lập tức dừng lại. Diệp An đã xuất hiện ở đằng sau, cách bọn họ hơn 10 trượng. Hai mắt của 11 tên cường giả cảnh giới 3 phần thần tính mở lớn, ở cổ họng của bọn họ bị thương đâm qua, máu tươi chảy ra như suối. Một nhát thương trong nháy mắt đã tiêu diệt 11 người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Chu Ngôn ở cách đó không xa hoàn toàn không thể tin được, sao lại có thể như vậy được. Ông ta lúc này đã thực sự sợ hãi rồi. 11 cường giả cảnh giới 3 phần thần tính đấy. Cường giả như này ở Đại Chu đã thuộc vào bậc trung rồi đấy. Vậy mà bây giờ lại bị hạ trong tích tắc. Đám người Tư Mã Phong thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Bọn họ không ngờ, thực lực của tỷ tỷ viện trưởng lại đáng sợ như vậy. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, viện trưởng mạnh như vậy, người làm tỷ tỷ sao có thể yếu đuối được chứ? Sau khi Diệp An dùng một nhát thương giết hết 11 tên cường giả cảnh giới 3 phần thần tính, cô ấy chậm rãi xoay người nhìn về phía Chu Ngôn. Bắt gặp ánh mắt của Diệp An, trong lòng Chu Ngôn lập tức sợ hãi, ông ta vội nói, người dám giết cường giả Đại Chu ta sao? Đại Chu! Diệp An nhìn Chu Ngôn, ánh mắt bình tĩnh như nước, ông cho rằng Đại Chu rất mạnh sao? Trong lòng Chu Ngôn kinh sợ, ông ta lúc này mới đột nhiên hiểu ra. Người phụ nữ trước mặt này căn bản không sợ Đại Chu. Ở bên khác, Trần Tiêu đã muốn chết luôn rồi. Chu Ngôn không nhìn rõ tình hình, lẽ nào ông ta lại không nhìn ra sao? Đây chính là tỷ tỷ của viện trưởng đó. Cô ấy sao có thể sợ Đại Chu của ngươi được?
ngay cả viện trưởng mà cô ấy còn không sợ. Dùng Đại Chu để uy hiếp cô ấy, đây không là chuyện nực cười sao? Nếu đầu hàng sẽ không bị giết thì bây giờ ông ta sẽ lập tức đầu hàng. Nhưng ông ta hiểu rõ, mọi việc đã đến nước này rồi, cho dù ông ta có đầu hàng, thì ông ta và nhà họ Trần cũng đều sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu quay đầu nhìn Chu Ngôn ở cách đó không xa. Bây giờ Đại Chu chính là niềm hy vọng duy nhất của ông ta. Trần Tiêu tụ khí truyền âm cho Chu Ngôn, Chu gia chủ, sự việc đã tới nước này, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Chỉ có trừ khử cô ta và ông mới có thể tiếp tục sống. Ông ta hiểu rõ, sức ảnh hưởng của Diệp An này không phải là thứ mà Phương Ngự có thể so sánh được. Nếu cô ấy quay về vũ trụ quan huyên báo lại mọi chuyện ở đây. Vậy thì đến lúc đó, cho dù là Đại Chu cũng không thể trấn áp chuyện này được. Nghe thấy lời của Trần Tiêu, sắc mặt của Chu Ngôn vô cùng u ám. Sao ông ta lại không muốn trừ khử cô gái này chứ? Nhưng thực lực của cô gái này thực sự quá mạnh. Ngay cả cường giả cảnh giới ba phần thần tính ở trước mặt cô ấy cũng chỉ giống như một con kiến. Lúc này, Trần Tiêu lại nói tiếp, Chu gia chủ, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Đường lui. Lời này lập tức khiến cho Chu Ngôn tỉnh ngộ. Quả thực, ông ta bây giờ đã không còn đường lui nữa. Bây giờ không phải ngươi chết thì là ta chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Ngôn ánh lên sự dữ tợn. Ông ta nhìn về Diệp An ở cách đó không xa, tỷ tỷ của viện trưởng thì có thể sỉ nhục Đại Chu ta sao? Thực sự tưởng rằng Đại Chu ta không còn người nữa hả? Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay ra, tấm phù văn hóa thành một ngọn lửa bay lên trời, rồi biến mất ở sâu trong tinh hà. Diệp An nhìn ngọn lửa đó, không hề ngăn cản lại, chỉ quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa một cái. Diệp Quân hơi cạn lời, tỷ tỷ nhìn mình làm gì chứ? Chẳng lẽ nhìn ra rồi sao? Không phải chứ. Bản thân đã che giấu rất tốt mà. Lúc này, Tư Mã Phong ở một bên lại đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp An. Ông ta do dự một lát rồi nói, An cô nương, hay là chúng ta quay về vũ trụ quan huyên trước đi. Khi thấy tên Chu Ngôn đó phát tín hiệu gọi thêm người tới thì ông ta biết, đối phương đang muốn cá chết lưới rách. Ông ta không rõ thực lực Diệp An rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Vì thế, ông ta cảm thấy vẫn nên quay về vũ trụ quan huyên thì tốt hơn. Vì những người ở trước mắt này đã hoàn toàn mất trí, việc gì cũng có thể làm ra. Hơn nữa, rõ ràng đằng sau Chu Ngôn này còn có người. Đại Chu. Ông ta không dám xem thường con quái vật lớn này. Diệp An nhìn đám người Chu Ngôn, rồi đáp không sao. Tư Mã Phong muốn nói lại thôi. Khuất Thần ở bên cạnh cũng lên tiếng, An cô nương. Việc này sợ là hơi phức tạp. Diệp An đột nhiên nói, hai vị đừng lo lắng, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của người nào đó rồi. Dứt lời, cô ấy liếc mắt về phía Diệp Quân. Diệp Quân cạn lời. Khuất Thần và Tư Mã Phi nghe vậy thì vô cùng mù mịt. Ý của Diệp An cô nương là gì vậy? Diệp An không tiếp tục ra tay, đám người Chu Ngôn đó lại càng không dám ra tay. Thế là bầu không khí ở đây bỗng dưng trở lên yên tĩnh. Thú vị đấy. Diệp An đột nhiên bước chậm tới trước mặt Táng Cương. Rõ ràng cô ấy rất có hứng thú với Táng Cương. Táng Cương nhìn Diệp An, không nói, cũng không ra tay. Mặc dù cô bé rất thô lỗ, nhưng lại không ngốc. Diệp An đột nhiên cất lời, người tên là gì? Táng Cương quay đầu đi, không trả lời. Diệp An đột nhiên xoay vai của cô bé lại, sau đó đá mạnh vào mông cô bé. Dầm. Táng Cương lập tức bay ra xa mười mấy thước, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, miệng đầy bùn đất. Tư Mã Phong và Khuất Thần nhìn nhau, hai người đều hơi sợ hãi, tính tình của An cô nương này hơi nóng nảy nhỉ. Sau khi Táng Cương bị đập xuống mặt đất, cô bé vội vàng bò dậy, sau đó xoay người lao về phía Diệp An, cô bé vừa lao tới vừa dùng dao đâm vào Diệp An. Diệp An đột nhiên cười lớn, tính tình vẫn còn nóng nảy lắm. Táng Cương còn chưa kịp phản ứng, cô bé cảm thấy mông mình truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó bay thẳng ra ngoài. Mọi người! Táng Cương lại nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, mặt mày cô bé đầy bụi bặm, rõ ràng là cô bé đang rất tức giận, cả người run rẩy, huyết mạch phong ma trong cơ thể không ngừng kích động.
Nhìn thấy cơ thể Táng Cương đang tỏa ra luồng sức mạnh huyết mạch, Tư Mã Phong và Khuất Thần đều sợ hãi, bởi vì họ phát hiện luồng sức mạnh huyết mạch tỏa ra từ trên người Táng Cương rất kinh khủng. Mà ở cách đó không xa, trong mắt Diệp An hiện lên một tia ngạc nhiên, cô ấy càng tò mò hơn về cô bé đang ở trước mặt này. Đây chính là huyết mạch phong ma của nhà cô ấy mà. Táng Cương không đánh nữa mà từ từ đi đến bên cạnh Diệp Quân, sau đó kéo cánh tay Diệp Quân rồi chỉ về phía Diệp An ở đằng xa, nắm tay lại một cái, hiển nhiên là có ý bảo Diệp Quân đi đánh nhau. Diệp Quân vội vàng lắc đầu, ta đánh không lại. Táng Cương. Diệp An nhìn Diệp Quân và Táng Cương, đang định nói chuyện thì ngay lúc này, Chu Ngôn ở cách đó không xa đột nhiên trở nên phấn khích. Diệp An từ từ quay người lại nhìn Chu Ngôn, Chu Ngôn nhìn chằm chằm Diệp An, giờ phút này, trong mắt ông ta không hề sợ hãi nữa. Ngay vào lúc này, ở sâu trong tinh hà xa xôi, một luồng khí tức đáng sợ quét tới. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tư Mã Phong và Khuất Thần đột nhiên tối sầm lại, tất nhiên là càng tức giận hơn, bọn họ không ngờ rằng, Chu Ngôn đang đối mặt với Diệp An, mà vẫn dám gọi người đến đây, đám người này điên rồi. Diệp An ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, cách xa hàng nghìn trượng ngoài kia, thời không đột nhiên nứt lìa, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng rộng, tóc dài xõa ngang vai, ánh mắt sâu thẳm, lúc đi chậm chậm cũng tỏa ra khí thế bức người. Lâm Thương. Thống lĩnh quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu, trông coi toàn bộ quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu, đồng thời, ông ta cũng là một cường giả ở cảnh giới chín phần thần tính. Nhìn thấy Lâm Thương đi ra, vẻ mặt của Tư Mã Phong và Khuất Thần ở cách đó không xa trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thực lực người đang ở trước mặt này quả thực không thể đo lường được. Đôi mắt hai người đầy vẻ kiêng dè. Sau khi Lâm Thương bước tới, ánh mắt ông ta nhìn vào Diệp An, mặc dù ngươi là tỷ tỷ của viện trưởng, nhưng ngươi cũng không có quyền giết người Đại Chu. Diệp An cười nói, ông có biết người Đại Chu các người đã làm chuyện gì không? Lâm Thương nhìn Diệp An, cho dù họ đã làm chuyện gì đi nữa thì ngươi cũng không có quyền giết bọn họ. Ở bên kia, đột nhiên Tư Mã Phong gần giọng nói, các hạ, lần này Chu Ngôn kết hợp với nhà họ Trần để mưu lợi, không chỉ quét sạch một tinh cầu có mấy trăm triệu sinh linh, còn tùy tiện giết người của Tiên Bảo Các, không chỉ có thế, ông ta còn định giết chết Phương Ngự Viện Chủ, những hành vi xấu xa này. Lâm Thương quay đầu nhìn Tư Mã Phong, ngắt lời ông ta, không được giết sao? Tư Mã Phong sửng sốt, một lúc sau, ông ta giận tím mặt, ta tự hỏi tại sao người Đại Chu các ngươi lại trắng trợn, điên cuồng như vậy, hóa ra là nhà dột từ trên nóc dột xuống, xem ra, Đại Chu hư thối từ tận sâu bên trong rồi. Thật là... Lâm Thương đột nhiên bước về phía trước, bước chân này bước tới, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên bao trùm lấy Tư Mã Phong, khí tức cường đại như hàng ngàn ngọn núi đè lên người Tư Mã Phong khiến ông ta không thở nổi. Mà vào lúc này, đột nhiên Diệp An bước về phía trước một bước, một nhát thương từ trong cơ thể cô ấy quét ra. Trong máy mắt, luồng khí thế trên người Tư Mã Phong đột nhiên tiêu tan. Lâm Thương híp mắt lại, ông ta cúi đầu nhìn Diệp An, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp An từ từ đi lại gần Lâm Thương, vốn dĩ, ta chỉ cho rằng người bên dưới bị tiền che mở con mắt mới làm việc ác như vậy, bây giờ xem ra. Bọn họ dám làm những chuyện ác như vậy là do có người đứng sau chống lưng. Lâm Thương nhìn Diệp An đang từ từ đi tới, hai mắt ông ta nhíu lại, trong ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, bởi vì ông ta nhận ra, thực lực của cô gái ở trước mặt này còn mạnh hơn ông ta tưởng tượng. Lâm Thương đột nhiên phất phất tay. Bất chợt, thời không xung quanh lập tức sôi trào, gần 100 tên quân cận vệ hoàng tộc Đại Chu từ từ đi ra. Toàn bộ đều là cảnh giới 5 phần thần tính. Nhìn thấy đội hình này, vẻ mặt Tư Mã Phong và Khuất Thần đều thay đổi. Tư Mã Phong nổi giận chỉ vào Lâm Thương, cô ấy là tỷ tỷ của viện trưởng, là người nhà họ Dương, Đại Chu các ngươi dám giết cô ấy sao? Lâm Thương nhìn Tư Mã Phong, sau đó nói, ở đây trời cao, hoàng đế ở xa, ai biết cô ta chết ở chỗ này chứ? Vẻ mặt Tư Mã Phong sầm xuống. Ông ta không nói gì nữa bởi vì ông ta đột nhiên hiểu ra, có lẽ người đang ở trước mặt này hoàn toàn không biết rốt cuộc nhà họ Dương mạnh đến nhường nào, thực lực của nhà họ Dương ra sao, e rằng chỉ có mấy người chủ chốt của Đại Chu biết thôi. Nghe Lâm Thương nói thế,
Diệp An bỗng bật cười, giết ta diệt khẩu hả? Dứt lời, nụ cười của cô ấy bỗng biến mất, ông là cái thá gì chứ? Một luồng khí đáng sợ bỗng cuồn cuộn lao đến từ trong người cô ấy. Thoáng chốc đám cường giả quân cận vệ của Đại Chu xung quanh đó bị văng ra xa, cùng lúc đó Diệp An bay lên trời, đâm một thương vào Lâm Thương. Đòn tấn công này khiến trời đất biến sắc. Thấy Diệp An ra tay, vẻ mặt Lâm Thương bỗng thay đổi, lúc này vẻ bình tĩnh và tự tin trên mặt biến mất không dấu vết. Lúc này ông ta mới nhận ra ông ta không phải đánh giá thấp Diệp An mà là đánh giá thấp Nghiêm Trọng. Lâm Thương không dám xem thường cô ấy nữa, xòe bàn tay ra, trong tay cũng xuất hiện một thanh thương dài, sau đó ông ta lao xuống như sao băng, đi qua bất cứ nơi nào, thời không ở đó đều bị tiêu diệt từng tấc một, thật đáng sợ. Khi đến chỗ Diệp An, ông ta bỗng đâm một thương vào Diệp An, gần như cùng lúc đó, Diệp An ở phía dưới đột nhiên cầm thương đâm vào ông ta. Vèo. Sau khi một luồng thương quang vỡ vụn, Lâm Thương văng ra xa, trong lúc đó cây thương trong tay ông ta bị nứt ra từng tấc, không chỉ thế, thân xác ông ta cũng bắt đầu vụn vỡ. Ông ta lùi về sau mấy ngàn trượng rồi mới dừng lại, vừa dừng lại cả người ông ta đều đã vụn vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Ông ta ngây người. Không chỉ ông ta, lúc này đám người Chu Môn cũng sửng sốt. Thống lĩnh quân cận vệ thế mà lại không thể đánh lại. Sau khi đánh nát thân xác Lâm Thương chỉ với một đòn, Diệp An bỗng biến mất khỏi đó, thoáng chốc một luồng sáng cuồn cuộn lao đến như sấm sét, không gian nó đi qua bỗng biến thành bột phấn, vô cùng đáng sợ. Thấy thế, lông tơ cả người Lâm Thương ở phía xa dựng lên, ông ta vội nói, ngăn cô ta lại. Nghe Lâm Thương nói thế, các cường giả quân cận vệ Đại Chu xung quanh lập tức lao về phía Diệp An, tất cả đều đồng loạt ra tay, khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Khiến mấy người Tư Mã Phong không thể thở được. Ánh mắt Diệp An đang lao đến lóe lên tia hung ác, cổ tay cô ấy khẽ xoay, tay cầm cây thương dài đánh xuống một cái. Vèo! Chỉ một đòn đã khiến hàng cường giả quân cận vệ văng ra xa, thân xác của mười mấy người đứng đầu càng bị đập nát thành từng mảnh, thậm chí có vài người trong đó bị tiêu diệt cả linh hồn. Thấy thế, Tư Mã Phong vốn dĩ còn lo lắng thấp thỏm cách đó không xa lập tức phấn khích mạnh quá. Khuất Thần ở bên cạnh ông ta cũng khẽ gật đầu, khó che giấu được vẻ phấn khích, đúng thế. Lâm Thương ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ người phụ nữ trông trẻ như vậy lại có thể có thực lực đáng sợ như vậy. Lúc này, Diệp An bỗng biến mất khỏi đó, mọi người chỉ nhìn thấy một tia thương quang lóe lên, ngay sau đó cách xa mấy trăm trượng, đầu của hơn 10 tên cường giả quân vận vệ Đại Chu văng ra ngoài, máu chảy ra xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cách đó 100 thước về phía bên phải, đầu của mười mấy cường giả quân cận vệ Đại Chu văng ra xa. Tàn sát! Quả thật là tàn sát! Chưa đến 5 giây, các cường giả quân cận vệ Đại Chu đã bị Diệp An giết sạch hết. Mà họ lại không có cơ hội đánh trả. Thấy thế, ánh mắt Lâm Thương đầy vẻ hoảng sợ, ngươi. Sắc mặt đám người Chu Môn trắng bệch, hoảng loạn bất an. Thực lực đáng sợ Diệp An thi triển vượt xa dự liệu của họ. Sau khi tàn sát đám cường giả quân cận vệ Đại Chu, Diệp An nhìn Lâm Thương, đang định tiếp tục tấn công thì một giọng nói bỗng chậm rãi vang lên từ trên trời, An cô nương, xin hãy nương tay. Sau khi giọng nói này vang lên, một người đàn ông mặc đồ màu vàng bước ra. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, hai mắt Diệp An híp lại. Cô ấy nhận ra người đến. Chính là Chu Đế tứ hoàng tử của Đại Chu. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Đế, ngươi là ai? Sau khi bước ra, Chu Đế mỉm cười, An cô nương, ta là Chu Đế tứ hoàng tử của Đại Chu, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp An không cảm xúc nói, chúng muốn giết ta, đây là hiểu lầm à? Chu Đế nhìn Lâm Thương, sau đó cười nói, An cô nương có thể đổi chỗ nói chuyện chút không? Diệp An nhìn Chu Đế, nói ở đây đi. Nụ cười trên mặt Chu Đế cứng đờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, gã cười nói, An cô nương, cô nên biết bây giờ Đại Chu và Thư viện Quan Huyên đang sáp nhập với nhau, nếu chuyện ở đây lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đại Chu và Thư viện, hơn nữa trước đó tình hữu nghị mà hai bên khó khăn lắm mới thiết lập đều sẽ không còn nữa.
Diệp An nói, lẽ nào quan hệ giữa Đại Chu và Thư viện Quan Huyên không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Chu Đế nhìn chằm chằm Diệp An, nụ cười dần biến mất, An cô nương, Đại Chu ta và Thư viện Quan Huyên có quan hệ bình đẳng, cô hãy ghi nhớ điều này cho. Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Chu Đế quan hệ bình đẳng. Theo ta được biết, nữ hoàng Đại Chu Chu Phạn đã thực hiện quan huyên pháp ở Đại Chu, cả Đại Chu đều dựa vào Thư viện Quan Huyên, sao đến chỗ ngươi thì Đại Chu ta và Thư viện Quan Huyên có quan hệ bình đẳng rồi. Chu Đế bình tĩnh nói, An cô nương, nếu cô nói vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Diệp An khẽ cười, ta phải nói là đệ đệ của ta nhân từ quá rồi, nếu là ông nội ta thì Đại Chu của ngươi đã không còn nữa. Chu Đế híp mắt lại, An cô nương, cô là tỷ tỷ của viện trưởng, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể nói bậy. Bây giờ Thư viện Quan Huyên chẳng qua chỉ là một nền văn minh vũ trụ cấp 1, còn Đại Chu ta đã là nền văn minh vũ trụ cấp 5. Nhưng bọn ta sẵn sàng hợp tác với vũ trụ Quan Huyên, hơn nữa còn giúp đỡ vũ trụ Quan Huyên, thử hỏi xem Đại Chu ta vẫn chưa đủ thành ý với vũ trụ Quan Huyên sao? Diệp An xua tay nói, ta không muốn quan tâm đến những vấn đề lộn xộn này, bây giờ ta chỉ muốn biết người của Đại Chu các ngươi muốn giết ta diệt khẩu, người định giải quyết thế nào? Chu Đế bình tĩnh nói, An cô nương, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn nói chuyện vui vẻ với cô thôi. Ta nghĩ nếu vì một chuyện nhỏ như chuyện đại lục bị vứt bỏ đó mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa vũ trụ Quan Huyên và Đại Chu thì thật sự không đáng. Diệp An nhìn Chu Đế, thế nên. Chu Đế nói, thế nên ta nghĩ chuyện này đến đây thôi, dĩ nhiên có vài người phải chết. Diệp An nói, ai? Chu Đế chỉ vào đám người Phương Ngự phía sau Diệp An, họ đều phải chết. Giọng điệu không phép từ chối. Nghe Chu Đế nói thế, sắc mặt đám người Tư Mã Phong tối sầm, họ đều nhìn Diệp An, phải nói là bọn họ vẫn hơi lo lắng. Diệp An chỉ vào Diệp Quân và Táng Cương cách đó không xa, hai người họ cũng phải chết à. Chu Đế khẽ gật đầu, đều phải chết, chuyện xảy ra ở đây không thể để ai truyền ra ngoài được. Nói rồi gã nhìn Diệp An, An cô nương, mong cô đặt tình hình chung lên hàng đầu. Diệp An nhìn Chu Đế, nếu ta không đồng ý thì sao? Chu Đế ngẫm nghĩ một lát, mỉm cười nói, An cô nương, cô là tỷ tỷ của viện trưởng, Đại Chu ta rất không muốn làm tổn thương đến cô. Ta chân thành mong cô đặt tình hình chung lên hàng đầu, đừng làm ta khó xử. Diệp An tay cầm thương nhìn thẳng vào Chu Đế, sao nào? Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu à? Chu Đế bình tĩnh nhìn Diệp An, An cô nương, trên đại lục bị vứt bỏ chỉ là vài người không quan trọng, mà những người bên cạnh cô cũng chỉ là vài nhân vật nhỏ trong vũ trụ Quan Huyên, cô nghĩ vì họ mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa Đại Chu và Thư viện Quan Huyên, đáng sao? Diệp An nhìn Chu Đế, nếu Đại Chu không khuất phục thì tiêu diệt là xong. Ánh mắt Chu Đế trở nên lạnh lùng, An cô nương. Cô không phải ngông cuồng dạng vừa. Diệp An bỗng ngắt lời Chu Đế, có biết tại sao ta nói nhiều với ngươi vậy không? Chu Đế híp mắt. Diệp An lại nói, như ngươi đã nói, đệ đệ của ta lập ra một trật tự như vậy quả thật không dễ dàng. Ta là tỷ tỷ, ta không muốn gây thêm phiền phức cho đệ ấy, nên từ lúc bắt đầu đến giờ, sở dĩ ta cho phép ngươi nhiều lời trước mặt ta là vì ta đang cho các ngươi cơ hội cúi đầu nhận sai. Mọi người. Chu Đế tức đến bật cười, cho bọn ta cơ hội cúi đầu nhận sai đúng là nực cười. Dĩ nhiên gã không sợ Diệp An, vì mặc dù người này là tỷ tỷ của Diệp Quân nhưng cô ấy lại không có giữ chức vụ gì trong Thư viện Quan Huyên cả. Hơn nữa họ cũng là tỷ đệ cùng cha, mà quan hệ tỷ đệ cùng cha khác mẹ này chắc chắn không có tình cảm gì. Ở Đại Chu, huynh muội cùng cha khác mẹ tương tàn với nhau, còn tàn bạo hơn cả kẻ thù. Hơn nữa trước khi tới gã đã điều tra. Diệp An này ngay từ đầu đã ở hệ Ngân Hà, không phải ở vũ trụ Quan Huyên, cô ấy và Diệp Quân không hề lớn lên cùng nhau, thế nên gã có thể chắc chắn Diệp An và Diệp Quân đều không có chút tình cảm gì với nhau. Kiểu tỷ tỷ không có tình cảm này thì giết cũng được thôi. Nghĩ đến đây Chu Đế bỗng vung tay lên. Tinh hà xung quanh bỗng sục sôi. Sau đó thời không xung quanh bỗng nứt ra, 12 cường giả mặc áo giáp màu sẫm bước ra. Khi nhìn thấy 12 cường giả mặc áo giáp sẫm màu này, đám người Chu Môn cách đó không xa bỗng trở nên phấn khích. Quân thần sách. Đây là quân thần sách trong truyền thuyết.
Đây là một đội quân tinh nhuệ nhất Đại Chu. Chu Ngôn không ngờ tứ hoàng tử này lại có thể huy động được quân thần sách, phải nói đây là một bất ngờ với ông ta. 12 vị cường giả quân thần sách đều là cường giả cảnh giới 9 phần thần tính. Mặc dù cường giả cấp độ này không thể nói là bất khả chiến bại trong vũ trụ quan huyên bây giờ, nhưng vẫn rất đáng sợ. Chu đế cúi đầu nhìn Diệp An, ta cho cô một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cô đồng ý với điều kiện ta vừa nói. Diệp An ngắt lời Chu đế, nào, đến đây giết ta đi. Chu đế nhìn Diệp An một hồi, nói, giết cô ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm. Giết cô ta. Dứt lời, các cường giả quân thần sách ở xung quanh không còn chút kiêng dè nào nữa, lần lượt lao về phía Diệp An. 12 gã cường giả ở cảnh giới 9 phần thần tính đồng loạt ra tay, uy thế kinh khủng khiến cho đám người Tư Mã Phong ngạt thở. Bọn họ hoàn toàn không thể chống lại các cường giả ở cấp bậc này. Mà vào lúc này, Diệp An đột nhiên giơ chân phải lên rồi giẫm nhẹ. Khi bàn chân chạm đất, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ trong người cô ấy bùng lên, chỉ trong chốc lát, khí thế của 12 tên cường giả quân thần sách lập tức bị khí thế võ đạo nghiền nát, đồng thời còn mạnh mẽ áp chế 12 cường giả cảnh giới 9 phần thần tính ngay tại chỗ. Khí thế võ đạo ngập trời, áp đảo tất cả mọi thứ. Nhìn thấy Diệp An chỉ dùng khí thế võ đạo đã có thể trấn áp 12 gã cường giả quân thần sách, vẻ mặt Chu đế chợt trở nên khó coi, lộ ra vẻ kiêng dè. Gã không ngờ rằng thực lực của tỷ tỷ Diệp Quân đang ở trước mặt này lại mạnh đến vậy. Đám người Tư Mã Phong vui mừng khôn xiết. Phải nói rằng, trong khoảng thời gian này, tâm trạng của bọn họ như đang đi tàu lượn siêu tốc, cứ mỗi lần tuyệt vọng lại xuất hiện một tia hy vọng, mà hy vọng xong rồi sẽ lại biến thành tuyệt vọng. Và hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thực lực Diệp An đang thể hiện không chỉ mạnh hơn một xíu, mà là nghiền ép. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, khả năng cao là đó cũng không phải là thực lực thật sự của Diệp An. Bởi vì lúc Diệp An ra tay quá bình tĩnh, quá ung dung, không hề giống việc đang dốc hết toàn lực. Sau khi trấn áp 12 gã cường giả quân thần sách xong, Diệp An đột nhiên biến thành một thanh thương mang rồi biến mất tại chỗ. Xa xa, vẻ mặt gã quân thần sách dẫn đầu chợt thay đổi, vào lúc này, da gà trên người gã dựng hết cả lên. Khí tức chết chóc. Gã cường giả quân thần sách dẫn đầu biết rằng, gã không thể ngăn được nhát thương này, nhưng gã không được phép bó tay chờ chết. Gã chuyển động cổ tay một cái, thanh thương dài trong tay chợt đâm ra ngoài. Vào thời khắc sinh tử quyết định này, gã đã bùng nổ chiến lực vượt xa thực lực của bản thân gã. Một nhát thương, khí thế bùng nổ. Vút. Dưới ánh mắt của mọi người, một mảnh thương mang chợt tiêu tan, mà thanh thương trong tay gã quân thần sách dẫn đầu vỡ tan tành từng mảnh, ngay sau đó, thanh thương dài trong tay Diệp An đâm thẳng qua ngực gã. Chết trong nháy mắt, hai mắt gã cường giả dẫn đầu quân thần sách trợn tròn, đôi mắt đầy vẻ khó tin, gã không ngờ là mình đã bị giết, gã há miệng ra như muốn nói gì đó, lúc này, Diệp An đột nhiên rút thương về. Phụt. Một dòng máu tươi phun ra từ ngực gã cường giả quân thần sách, khi mọi người có mặt tại hiện trường phản ứng lại, 12 tên cường giả quân thần sách đều đã chết sạch. Không có ai có thể cản được một nhát thương của Diệp An. Người và thương càn quét mọi thứ. Sau khi Diệp An giải quyết tên cường giả quân thần sách cuối cùng xong, cô ấy từ từ quay đầu nhìn về phía Chu đế ở cách đó không xa, lúc này đây vẻ mặt của Chu đế cực kỳ khó coi, tất nhiên là gã càng sợ hãi hơn. Phải biết rằng các cường giả quân thần sách mà gã dẫn đến này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng chưa được mấy giây đã bị người phụ nữ ở trước mặt này giải quyết. Thật kinh khủng. Diệp An nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó coi của Chu đế, còn gọi người nào nữa không? Chu đế cố gắng đè nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, gã sợ hãi nhìn Diệp An, cố giữ bình tĩnh, An cô nương, ta thừa nhận rằng ta đã đánh giá thấp thực lực của cô. Nhưng cô sẽ vì những người ở trước mặt này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đại Chu và Thư viện Quan Huyên thật sao? Vào lúc này, Diệp An đột ngột cầm cây thương trong tay ném về phía trước. Phập! Hối hận qua đi còn lại là sợ hãi. Chu đế biết rất rõ rằng nếu chuyện này đụng đến vũ trụ Quan Huyên, thì thứ gã mất không chỉ là một cái mạng nhỏ, có điều Chu đế vẫn chưa chết, Diệp An không giết gã, Chu đế từ từ ngẩng đầu nhìn Diệp An ở đằng xa. Đột nhiên Diệp An nói, dẫn đường, đi tới Đại Chu. Vừa nói xong, tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt. Bao gồm cả Tư Mã Phong và Khuất Trần. Tư Mã Phong vội vàng nói, An cô nương,
Chúng ta phải đến Đại Chu sao? Ánh mắt Diệp An vẫn bình tĩnh, đi. Tư Mã Phong hơi khó hiểu, An cô nương, không phải chúng ta nên đến Tổng viện của Thư viện Quan Huyên hay sao? Diệp An quay lại nhìn Tư Mã Phong, các ông quay về Tổng viện Thư viện Quan Huyên đi. Vừa nói cô ấy vừa nhìn Diệp Quân và Táng Cương, hai người các ngươi đi theo ta tới Đại Chu. Tư Mã Phong quay đầu lại nhìn Diệp Quân và Táng Cương, gương mặt lộ ra vẻ ngờ vực, vốn dĩ chỉ là đối xử với đám người nhỏ bé, nhưng ông ta không ngờ, giữa đường Diệp An lại bước ra. Bây giờ, chuyện này đã không còn nằm trong sự khống chế của ông ta nữa. Lúc này, đột nhiên Diệp An lên tiếng, viện chủ Tư Mã Phong, Phương Ngự, các ngươi về Vũ Trụ Quan Huyên trước đi. Tư Mã Phong do dự một chút rồi nói, An cô nương, cô cẩn thận. Nói rồi ông ta dẫn mọi người rời đi. Lúc này, chủ đế ở bên kia gần giọng nói, An cô nương, cô có biết cô làm như vậy sẽ phá hủy mối quan hệ hữu nghị giữa Đại Chu và Thư viện Quan Huyên không? Diệp An nhìn chằm chằm chu đế, nếu Đại Chu không biết điều thì tiêu diệt là được. Cô, chu đế khó tin nhìn Diệp An. Đột nhiên Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân, vị tiểu đệ này, đệ nói xem ta nói có hợp lý không? Diệp Quân gật đầu, hợp lý. Láo xược, chu đế giận dữ nhìn Diệp Quân, ngươi là cái thá gì mà dám nói bậy bạ như vậy hả? Diệp Quân nhìn chu đế, không nói gì. Diệp An nhìn Diệp Quân, khóe môi cong lên. Cô ấy vui vẻ nhìn về phía chu đế, dẫn đường. Mặt mày chu đế u ám nói, An cô nương, cô có biết cô? Diệp An giơ bàn tay lên. Bốp! Trên mặt chu đế lập tức có thêm 5 dấu tay đỏ chót. Diệp An nhìn chằm chằm chu đế, ta bảo ngươi dẫn đường thì cứ dẫn đường, còn nói nhảm nữa ta sẽ hủy diệt thần hồn của ngươi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp An, chu đế đột nhiên cảm thấy sợ hãi, gã biết. Người phụ nữ ở trước mặt này thực sự dám giết gã. Chu đế không dám nói nhảm nữa. Cứ thế, chu đế dẫn 3 người Diệp An đến Đại Chu. Diệp Quân cũng không quan tâm đến đám người Trần Tiêu, nhưng đám người Trần Tiêu cũng vội vàng đi theo đến Đại Chu. Dù cho khi ở Đại Chu họ sẽ bị sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Giờ phút này chu đế chỉ ước gì mình chết đi. Dĩ nhiên là đám người Diệp An nhanh chóng được người Đại Chu chú ý đến, ngay sau đó. Vô số luồng khí tức thần bí trong trời đất bất ngờ xông tới, không tới mấy giây đã có trên 100 luồng khí tức kinh khủng khóa chặt đám người Diệp An. Diệp An cũng không quan tâm luồng khí tức ấy, tiếp tục kéo chu đế đi vào bên trong Hoàng Triều Đại Chu. Vào lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp An, ông lão nhìn chằm chằm Diệp An, ánh mắt không mấy thân thiện, ngươi là ai? Diệp An bình tĩnh nói, Diệp An. Ông lão cau mày. Chưa từng nghe thấy. Ông lão nhìn chu đế bị Diệp An kéo theo ở sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói, cho dù ngươi là ai đi nữa, sao ngươi dám đối xử với người của Hoàng thất Đại Chu như thế chứ? Diệp An giơ tay lên phóng cây thương đi. Phập! Não ông là lập tức bị đâm thủng, chết trong nháy mắt, sắc sược. Lúc này, một tiếng gầm đột nhiên vang lên từ trong sân, ngay sau đó, mấy chục luồng sức mạnh mẽ lập tức bay đến áp chế Diệp An. Nhìn thấy những cường giả Đại Chu ra tay. Trong mắt Diệp An lóe lên vẻ hung ác, trường thương trong tay cô ấy quét ngang. Đòn đánh này sát ý ngút trời. Chỉ trong chốc lát, những cường giả lao về phía cô ấy bị một phát thương cắt ngang, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng đẫm máu. Trên 100 cường giả cấp cao bị một phát thương giết chết. Hơn nữa còn là chỉ trong nháy mắt. Vào lúc này, những cường giả Đại Chu cũng hoảng sợ. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một ông lão áo trắng lao ra. Người tới không ai khác chính là Nguyên Tướng. Nguyên Tướng nhìn cảnh tượng trước mặt, sửng sốt, ông ta nhìn về phía Diệp An, các hạ là. Diệp An nhìn chằm chằm Nguyên Tướng, Diệp An. Nguyên Tướng sửng sốt. Diệp An. Dĩ nhiên ông ta chưa từng nghe đến cái tên này. Thế lực ở Vũ Trụ Quan Huyên rất ít người không biết tới Diệp An. Huống chi là Nguyên Tướng chưa từng tới Vũ Trụ Quan Huyên, Diệp An nhìn Nguyên Tướng một cái rồi nói ta là tỷ tỷ của Diệp Quân. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Tướng nhất thời thay đổi. Diệp An nhìn chằm chằm Nguyên Tướng, lần này ta tới Đại Chu để đòi lời giải thích. Vẻ mặt Nguyên Tướng mờ mịt. Lúc này, Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Môn đang run lẩy bẩy cách đó không xa, ông tới giải thích với ông lão này, dám nói dối một câu, ta giết ông. Chu Ngôn nhìn Diệp An, trong mắt đều là kiêng kỵ,
Nguyên tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ngôn, tức giận nói, Chu Ngôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đúng sự thật cho ta. Lúc này Chu Ngôn không dám giấu giếm bất kỳ điều gì, bởi vì ông ta biết, nếu ông ta dám nói dối một câu, người phụ nữ kia thật sự sẽ giết ông ta. Sau khi nghe Chu Ngôn kể xong, sắc mặt nguyên tướng nhất thời tái nhợt. Đám người Chu Ngôn không biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào, nhưng ông ta biết. Tra tấn và giết chết quản sự Tiên Bảo Các, tham lợi trước mắt, muốn quét sạch hàng trăm sinh linh của một tinh cầu, muốn giết đám người Phương Ngự diệt khẩu. Hơn nữa, ngay cả Diệp An cũng muốn giết, lúc này nguyên tướng vẫn đứng im tại chỗ. Ông ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Những tội này, mỗi tội đều là tội chết. Đáng sợ nhất là, những người trước mặt này còn muốn giết Diệp An diệt khẩu, đây chính là tỷ tỷ ruột của Diệp Quân đấy. Rất nhiều người Đại Chu không biết Diệp Quân đáng sợ như nào, nhưng ông ta biết, trong trận chiến với Đại Chu ngày đó, người phụ nữ váy trắng phía sau Diệp Quân đáng sợ tới mức nào. Tại sao các trưởng lão lại ủng hộ việc Đại Chu sáp nhập vào Thư viện Quan Huyên là bởi vì bọn họ vô cùng biết rõ sự chênh lệch giữa Đại Chu và Thư viện Quan Huyên. Không chỉ Đại Chu, bây giờ ngay cả nền văn minh thiên hành cũng bắt đầu tiếp xúc với Thư viện Quan Huyên, ngỏ ý sẵn sàng sát nhập với Thư viện Quan Huyên. Vì vậy những năm gần đây, Chu Phạn và bọn họ dùng hết toàn lực để Đại Chu sát nhập vào Thư viện Quan Huyên. Vì mục đích này, bọn họ vô cùng nỗ lực, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Có thể nói, những việc những người này làm, đã hủy hoại mọi công sức của bọn họ bao năm qua. Xong rồi. Lúc này nguyên tướng thật sự tuyệt vọng, Chu Ngôn nhìn thấy sắc mặt nguyên tướng tái nhợt, ông ta hơi do dự, sau đó nói, nguyên tướng, tứ hoàng tử vẫn. Im đi, nguyên tướng đột nhiên quát một tiếng, sức mạnh cường đại nháy mắt chấn áp Chu Ngôn quỳ rạp trên mặt đất. Cường giả Đại Chu xung quanh nhìn nhau, ngơ ngác. Nguyên tướng hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, nghiêm túc nói, An cô nương, là Đại Chu ta sai, bây giờ ta lập tức báo cáo bệ hạ, mời bệ hạ tới nói chuyện với cô nương. Ông ta biết rõ, chuyện này không phải chuyện ông ta có thể giải quyết. Phải để Chu Phạn tới. Diệp An xoay người nhìn nguyên tướng một cái, bình tĩnh nói, được. Nói xong, cô ấy xoay người đi tới trước mặt Diệp Quân và Táng Cương, đói không? Diệp Quân và Táng Cương nhìn Diệp An không nói gì. Diệp An nói, đi theo ta. Vừa nói, cô ấy vừa dẫn Diệp Quân và Táng Cương đi sang một bên, trên đường có một quán mì, cô ấy dẫn Diệp Quân và Táng Cương tìm một bàn ngồi xuống. Cô ấy không gọi mì mà lấy ra ba cái nồi nhỏ, sau khi đốt lửa cô ấy lấy nước đổ vào từng nồi, đợi nước sôi, cô ấy lấy ra ba quả trứng gà, mỗi nồi thả một quả trứng, sau khi trứng nấu sắp xong, cô ấy lại lấy ra ba gói mì ăn liền, Diệp Quân nói, vậy là xong rồi hả? Không lâu sau, mì gói nấu xong. Diệp An lấy ra hai đôi đũa đưa cho Diệp Quân và Táng Cương, Diệp Quân không từ chối nhận lấy đũa, sau đó ăn. Sau khi Táng Cương nhận lấy đũa, không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm mì ăn liền bên trong nồi. Sau khi Diệp Quân ăn một miếng, sau đó gật đầu, mùi vị không tệ. Vừa nói, hắn vừa nhìn Táng Cương bên cạnh, ăn đi. Táng Cương hơi do dự, sau đó gắp một miếng cho vào miệng, sau đó ánh mắt cô bé sáng lên, ngon quá. Táng Cương ăn rất nhanh, mấy miếng đã ăn hết nồi mì, cô bé đột nhiên đẩy nồi tới trước mặt Diệp An. Diệp Quân. Diệp An nhìn chằm chằm Táng Cương, hai người phụ nữ cứ vậy nhìn nhau. Diệp An đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, cô bé là ai? Diệp Quân nói, Táng Cương. Diệp An hơi cau mày lại, người nhà à? Diệp Quân liếc nhìn Táng Cương bên cạnh, sau đó nói, ta không biết, ta chỉ biết huyết mạch nhà ta không bài xích cô bé từng hút máu của ta nên cũng có loại huyết mạch đó. Nghe vậy, đôi mày Diệp An càng cau chặt hơn. Huyết mạch phong ma không bài xích. Điều này thật sự rất hiếm thấy, phải biết rằng, huyết mạch phong ma này vô cùng kiêu ngạo, người bình thường, nó đều coi thường. Diệp An quay đầu nhìn về phía Táng Cương vẫn đang nhìn cô ấy, chờ cô ấy nấu mì. Diệp An lấy ra một gói mì ăn liền, lại nấu cho Táng Cương một bát. Mà cường giả Đại Chu xung quanh cũng đang nhìn ba người họ ăn mì. Lúc này, cường giả Đại Chu càng ngày càng nhiều. Khi thấy Chu Đế bị trói trên đất giống như chó,
sắc mặt những cường giả Đại Chu kia đều trở nên khó coi. Chu Đế là hoàng tử Đại Chu, hôm nay bị đối xử như vậy, quả thực là xúc phạm Đại Chu. Cảm nhận được tâm trạng biến hóa của cường giả Đại Chu, Nguyên tướng lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn những cường giả xung quanh đang chạy tới. Lúc này, một ông lão đột nhiên đi tới trước mặt Nguyên tướng, ông lão trầm giọng nói, Nguyên tướng, dù tứ hoàng tử điện hạ có lỗi, gã cũng không nên bị đối xử như vậy, cô gái này đối xử với tứ hoàng tử điện hạ như vậy không chỉ đang sỉ nhục tứ hoàng tử điện hạ, còn là đang sỉ nhục Đại Chu ta. Những cường giả gia tộc khác vội vàng gật đầu theo. Nguyên tướng tức giận nói, câm miệng. Lúc này, ông ta muốn tự tay giết chết tứ hoàng tử. Bởi vì ông ta biết rất rõ chuyện này tệ đến mức nào, nếu ông ta làm không tốt, thậm chí có thể liên lụy tới toàn bộ Đại Chu. Phải biết rằng, tộc Thiên Long đã bị vũ trụ quan Huyên tiêu diệt như vậy. Nghe Nguyên tướng nói xong, sắc mặt ông lão cũng trầm xuống, Nguyên tướng, tại sao ngươi lại giúp đỡ người ngoài? Nguyên tướng quay đầu nhìn về phía ông lão, Lý Việt, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Lý Việt gia chủ nhà họ Lý. Nhà họ Lý này chính là nhà ngoại của tứ hoàng tử, cũng là phe ban đầu ủng hộ Chu Đế tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lớn nhất. Lý Việt trầm giọng nói, Nguyên tướng, chẳng lẽ ngươi lại đứng nhìn người ngoài sỉ nhục thành viên hoàng thất Đại Chu như vậy? Lúc này, một số cường giả Đại Chu cũng đứng dậy bày tỏ bất bình. Những người này phần lớn đều bên phe tứ hoàng tử, đồng thời cũng là một số gia tộc và tông môn không muốn sát nhập vào thư viện quan huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Nguyên tướng nhất thời trầm xuống, ông ta muốn trấn áp, nhưng ông ta hiểu rõ với thực lực của ông ta không đủ để trấn áp những người này. Nếu thực lực không đủ, cưỡng ép trấn áp, sẽ chỉ khiến chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, Diệp An liếc nhìn đám người Lý Việt, tiếp tục ăn mì. Diệp Quân đột nhiên nói, sao tỷ nhận ra đệ? Diệp An bình tĩnh nói, đệ đoán xem. Diệp Quân lắc đầu, không đoán ra. Diệp An nhìn hắn, cảm ứng huyết mạch. Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, hắn quên mất điều này. Diệp An ăn xong miếng mì cuối cùng, cô ấy đột nhiên lấy ra ba chai bia, đưa cho Diệp Quân và Táng Cương một chai, sau đó nói, đệ đang làm gì vậy? Diệp Quân không từ chối, cầm lên uống một ngụm, sau đó nói, cô bảo đệ tới đây làm chút việc. Cô áo trắng. Diệp An hơi tò mò, việc gì? Diệp Quân trầm giọng nói, cứu một vũ trụ. Diệp An nói, nên những chuyện xảy ra sau đó chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Quân lắc đầu, không phải ngoài ý muốn, núi cao hoàng đế xa, không chỉ nơi này, những nơi khác khẳng định cũng xảy ra những chuyện như vậy. Diệp An nói, để có tính toán gì không? Diệp Quân nhìn Diệp An, còn tỷ thì sao? Diệp An lườm Diệp Quân, đừng hòng lợi dụng tỷ rất bận, không có thời gian rảnh để ý tới chuyện của đệ. Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng. Hắn thật sự muốn tỷ giúp. Táng Cương ở bên cạnh đột nhiên cầm chai bia lên, cô bé đưa lên mũi ngửi thử, hơi do dự sau đó uống một ngụm, bia vừa xuống cổ, cô bé cau mày, lát sau, cô bé lại uống một ngụm, càng uống càng thấy mùi vị càng ngon. Vì vậy, Táng Cương lại uống thêm vài ngụm, nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, cô bé này khá thích uống bia. Bên kia, càng ngày càng có nhiều tông môn và gia tộc vây quanh Nguyên tướng, Lý Việt đứng đầu nhìn chằm chằm Nguyên tướng. Âm trầm nói, Nguyên tướng, tứ hoàng tử Đại Chu ta bị người đối đãi như chó, người không quản thì chúng ta quản. Chúng ta quản. Gia tộc và tông môn sau lưng Lý Việt đồng loạt hét lên. Lý Việt nhìn Diệp An cách đó không xa, một luồng khí thức cường đại bao phủ, lão ta gần giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, không thể sỉ nhục Đại Chu ta, ra tay. Dứt lời, lão ta dẫn đầu một nhóm cường giả gia tộc và tông môn lao về phía Diệp An. Nhưng vào lúc này, thời không các đó không xa đột nhiên nứt lìa, một người phụ nữ chậm rãi đi ra. Chu Phạn. Chu Phạn mặc một chiếc áo choàng lụa màu vàng. Trên chiếc áo choàng đó có thêu một con rồng màu vàng tinh xảo đang uốn lượn, con rồng đó sống động như thật, không nổi giận mà tự ra oai. Vẻ ngoài của Chu Phạn và Long Bào như đang bổ sung lẫn nhau. Gương mặt cô ta rất thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần. Cặp mắt to sáng ngời sâu thẳm như tinh không, giống như có thể xuyên thấu lòng người, lông mày của cô ta vừa mỏng vừa dài tạo ra sự áp lực vô hình,
nhất là vào thời điểm này, gương mặt cô ta giống như đang bị che phủ bởi một lớp xương lạnh buốt, khi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đang ở trong sân ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh. Khi Chu Phản xuất hiện, đám người Lý Việt lập tức không dám làm gì nữa, rối rít dừng lại sau đó cúi đầu chào. Mọi người ở xung quanh cũng vội vàng chào. Cả con phố bỗng chốc đều im lặng. Nguyên tướng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chu Phản không xuất hiện, chuyện này sẽ rất phiền phức. Chu Phản phớt lờ các cường giả Đại Chu đang hành lễ ở xung quanh, cô ta từ từ đi tới chiếc bàn của Diệp Quân và Diệp An rồi ngồi xuống, cô ta nhìn Diệp Quân và Táng Cương, khi nhìn thấy Diệp Quân, cô ta hơi nhăn mặt lại, có cảm giác tựa như đã từng quen biết. Vẻ mặt Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, chỉ cầm bia lên uống một hớp, Chu Phản thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn Diệp An đang ngồi bên cạnh Diệp Quân, mỉm cười, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Diệp An nhìn chằm chằm Chu Phản, ta đến đây là vì muốn có một lời giải thích, ngay cả ta mà người của ngươi vẫn muốn giết người diệt khẩu, ta không thể nhẫn nhịn chuyện này được. Chu Phản chậm rãi quay đầu liếc nhìn Chu Đế đang nằm dưới đất. Nhìn thấy Chu Phản, vẻ mặt Chu Đế lập tức thay đổi, trong mắt đầy vẻ van xin. Chu Phản khẽ gật đầu tỉ, chuyện này là lỗi của ta do không quản lý tốt người bên dưới. Diệp An nhìn chầm chầm Chu Phản, một đế quốc lớn, cộng thêm cả vũ trụ quan huyên, không có ai có thể quản lý mà không gặp vấn đề gì, điều bây giờ ta muốn xem là ngươi sẽ xử lý việc này như thế nào. Lúc này, Lý Việt đột nhiên nổi giận nói, cô nương nói chuyện lịch sự tí đi. Người đang ở trước mặt ngươi là nữ hoàng của Đại Chu đấy. Diệp An đột nhiên giơ tay ném một nhát thương. Lý Việt lập tức bị thanh thương đóng đinh tại chỗ. Các cường giả thuộc các gia tộc và tông môn của Đại Chu nhìn thấy thế, lập tức nổi giận và định ra tay, nhưng lúc này, Chu Phản đột nhiên đứng lên, người đâu? Câu nói vừa dứt, gần 1.000 cường giả quân thần sách xuất hiện ở xung quanh. Chu Phản lạnh lùng nói, Chu Đế vi phạm nghiêm trọng quan huyên pháp, phải xử tử ngay lập tức hành hình. Vừa nói xong, mọi người ở trong sân đều sửng sốt. Lập tức hành hình. Chu Phản đột nhiên quay đầu nhìn về phía thống lĩnh quân thần sách ở cách đó không xa. Rõ. Vẻ mặt gã thống lĩnh quân thần sách đó lập tức thay đổi, gã hơi do dự một chút, sau đó đứng trước mặt Chu Đế, đôi mắt Chu Đế đầy sợ hãi, hu hu. Lúc này, Lý Việt đột nhiên bước ra, lão ta cung kính cúi đầu nói, bệ hạ, người thật sự muốn xử tử tứ điện hạ sao? Chu Phản nhìn về phía Lý Việt, giọng Lý Việt run run, bệ hạ. Dù cho tứ điện hạ có sai đi nữa thì cũng là con cháu hoàng tộc Đại Chu chúng ta, hôm nay gã bị người ta hành hạ như thế mà người không chỉ không giúp gã, còn muốn giết gã, người không sợ sẽ khiến lòng người nguội lạnh hay sao? Chu Phản nhìn chằm chằm Lý Việt, yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi đi theo luôn. Vừa nói, ánh mắt cô ta còn hiện lên một tia sát ý, người đâu, xử tử luôn đám người Lý Việt này, lập tức thi hành. Đám người Lý Việt lập tức choáng váng. Mà vào lúc này, thống lĩnh quân thần sách không dám do dự nữa, vì gã đã thực sự cảm nhận được sát ý của Chu Phản, gã đi đến trước mặt Chu Đế, hơi do dự một chút, sau đó hung hăng đâm thương vào Chu Đế. Phụt! Chu Đế trợn tròn mắt, máu tươi phun ra từ giữa trán. Mà ở xung quanh, các cường giả khác của quân thần sách cũng lần lượt lao tới chỗ đám người Lý Việt. Nhìn thấy các cường giả quân thần sách đang lao tới, Lý Việt lập tức tỉnh táo lại. Lão ta hoảng sợ nhìn về phía Chu Phản, bệ hạ, người. Mặt Chu Phản vô cảm. Mặc dù những người do Lý Việt dẫn dắt đều là các thế gia và tông môn tương đối mạnh ở Đại Chu, nhưng khi so sánh thì sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ với quân thần sách thì thua xa. Quân thần sách vừa mới ra tay, đã trở thành một cuộc tàn sát. Hàng ngàn người ở hiện trường. Hồi nãy mấy ngàn người này đều chuẩn bị tấn công Diệp An. Không tới mấy giây. Mấy ngàn người này đều bị chém chết, máu tươi đỏ cả đường phố. Những người Đại Chu đang chứng kiến đều sửng sốt. Đám người Chu Ngôn và Trần Tiêu vẫn chưa chết, nhưng vào lúc này, họ sợ đến mức hồn vía lên mây. Có nằm mơ họ cũng sẽ không nghĩ đến việc nữ hoàng của Đại Chu lại ác đến mức này, ngay cả ca ca ruột cũng giết, hơn nữa, còn tàn sát rất nhiều thế gia và tông môn ở Đại Chu, điên rồi sao? Diệp An đang ngồi ở trên bàn nhìn Chu Phản. Không nói câu nào. Mà ở bên kia,
Táng Cương nhìn thấy nơi này có quá nhiều máu tươi, hai mắt lập tức đỏ bừng, cô bé liếm môi một cái, muốn tiến tới nuốt chửng nhưng lại bị Diệp Quân cản lại. Lúc này, đột nhiên Chu Phản cất tiếng nói, người đâu, treo tất cả thi thể ở đây lên trước cổng hoàng thành. Nghe thấy những câu nói đó của Chu Phản, các cường quân thần sách lập tức làm theo. Rất nhanh, mấy chục ngàn thi thể đã được treo lên trước cổng hoàng thành Đại Chu, những người nhìn thấy đều sợ hãi biến sắc. Bên kia đường, sau khi Diệp An nhìn Chu Phản một lúc, cô ấy lấy ra một cái nồi đun nước để trước mặt Chu Phản, sau đó lấy ra thêm một gói mì với một chai bia để trước mặt Chu Phản. Chu Phản khui bia ra uống một hớp rồi nói, ngon quá. Diệp An gật đầu, của hệ ngân hà đó. Chu Phản gật đầu, sau đó nói, mọi chuyện phát triển đến bây giờ, ta khó tránh khỏi sự chỉ trích. Diệp An lắc đầu, cắt ngang lời nói tiếp theo của Chu Phản, như những gì ta vừa mới nói, một đế quốc rộng lớn và một vũ trụ lớn như thế, không có ai có thể quản lý mà không gặp vấn đề gì, nếu có chuyện gì đó xảy ra, mà người đứng đầu lập tức từ chức, điều đó sẽ chỉ khiến cho thế giới này hỗn loạn hơn mà thôi. Vừa nói cô ấy vừa nhìn về phía Diệp Quân, ta nói có hợp lý không? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Chu Phản lóe lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân gật đầu, tỷ nói đúng. Vừa nói hắn vừa nhìn Chu Phản, không chỉ có vấn đề như thế giữa Đại Chu và Vũ Trụ Quan Huyên thôi không, các nền văn minh khác và Vũ Trụ Quan Huyên cũng có những vấn đề tương tự như thế, không biết Chu cô nương có suy nghĩ gì về chuyện lần này. Chu Phản đột ngột nói, không biết nên gọi công tử là gì. Diệp Quân im lặng. Tu Vi chưa hồi phục, hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên Diệp An cất lời, đệ ấy tên là Diệp Chó. Diệp Quân. Chu Phản. Chu Phản nhìn Diệp An và Diệp Quân, sau đó nói các nền văn minh khác có mâu thuẫn với Vũ Trụ Quan Huyên. Nguyên nhân cơ bản nhất là sức mạnh tổng thể của Vũ Trụ Quan Huyên ngày nay tương đối yếu. Thực lực của nhóm cường giả cao cấp nhất của Vũ Trụ Quan Huyên rất mạnh, tuy nhiên, về cơ bản thì bọn họ đều không ở trong Vũ Trụ Quan Huyên, mọi người biết khá ít về họ, vì vậy, không có cách khiến cho các nền văn minh khác sợ hãi, phải biết rằng các nền văn minh đều có ý chí mạnh mẽ, nếu họ biết Vũ Trụ Quan Huyên có khả năng tiêu diệt họ một cách dễ dàng, tự khắc bọn họ sẽ đầu hàng. Diệp Quân im lặng. Quả thực, vấn đề lớn nhất ở Quan Huyên hiện nay chính là có các cường giả đỉnh cao. Nhưng các cường giả đỉnh cao này lại rất ít khi xuất hiện, hoàn toàn không thể khiến cho các nền văn minh khác sợ hãi được. Mà những cường giả ở dưới tầng trung thì không đủ thực lực. Chu Phản nói tiếp, tất nhiên, chuyện này không thể gấp gáp được. Ngày nay, Vũ Trụ Quan Huyên đã phát triển rất nhanh, nhưng yêu cầu phải nâng cao thực lực tổng thể của nền văn minh lên. Việc này cần một khoảng thời gian nhất định để tích lũy và cô đọng. Tuy nhiên, có một cách để tạm thời giải quyết vấn đề này. Diệp Quân nói, cách nào? Chu Phản nói, viện trưởng. Diệp Quân nhíu mày, viện trưởng. Chu Phản gật đầu, chỉ cần thực lực của viện trưởng đủ mạnh và danh tiếng đủ lớn, là có thể khiến cho các nền văn minh khác sợ hãi rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất ở hiện tại chính là, danh tiếng của viện trưởng chỉ tương đối vang dội ở bên trong Vũ Trụ Quan Huyên, nhưng ở bên ngoài. Nói đến đây, cô ta không nói tiếp nữa. Diệp Quân im lặng. Trên con đường tiến về phía trước này, hắn sẽ gặp rất nhiều cường giả của các nền văn minh. Nhưng về cơ bản, hắn chỉ tiếp xúc với nhóm cường giả hàng đầu, hơn nữa, hầu hết trong số họ đã bị giết, cũng bởi vì điều này mà sau khi rời khỏi Vũ Trụ Quan Huyên, danh tiếng của hắn cũng không quá nổi. Trong số lý do hắn nổi tiếng ở Vũ Trụ Quan Huyên đến mức này, có một phần nguyên nhân là do hắn chính là con trai của Diệp Huyên, tất nhiên, sau chuyện xảy ra ở tộc Thiên Long. Danh tiếng của hắn ở Vũ Trụ Quan Huyên đã tăng lên, nhưng sau khi rời khỏi Vũ Trụ Quan Huyên, không ai biết đến hắn cả. Chu Phản đột nhiên nói tiếp, chuyện này cũng không thể vội vàng được, không chỉ có viện trưởng cần phải gia tăng thực lực của bản thân lên, mà là cần phải gia tăng thực lực tổng thể của Vũ Trụ Quan Huyên lên. Thực lực của Vũ Trụ Quan Huyên càng mạnh, danh tiếng càng lớn, thì tất nhiên danh tiếng của viện trưởng sẽ... Nói đến đây, cô ta dừng lại một chốc, sau đó nói, cần có thời gian. Diệp Quân gật đầu một cái, ừ. Đột nhiên Chu Phản nhìn về phía Diệp An, ta vẫn còn vài việc cần phải xử lý, tối nay chúng ta ăn chung một bữa đi. Diệp An gật đầu, được. Thấy Diệp An đồng ý, Chu Phản gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Sau khi Chu Phản rời khỏi,
đột nhiên Diệp Quân cất tiếng, tỷ, thế đạo này quá phức tạp. Diệp An bình tĩnh nói, giờ thấy khó khăn rồi à? Diệp Quân gật đầu. Việc quản lý một vũ trụ không phải việc mà người có sức mạnh vô địch là có thể làm được, lòng người phức tạp, có thể chính sách ở phía trên rất tốt, nhưng khi đưa xuống dưới lại khác đi hoàn toàn. Diệp An bình tĩnh nói, vẫn là cha thông minh, đẩy qua cho con trai làm, để có muốn học theo cha, giao hết mớ hỗn độn này cho con trai đệ không? Diệp Quân lắc đầu cười, nhà chúng ta có một tật xấu, tới đệ dừng lại được rồi. Diệp An nghiêm túc nói, đây là con đường đệ muốn đi à? Diệp Quân im lặng một lúc lâu, sau đó nói, vâng ạ. Diệp An nói, ông nội thành lập trật tự, nhưng ông lại không đi theo con đường này, cha cũng thành lập trật tự, nhưng ông ấy cũng không đi theo con đường này, nếu như đệ có thể thành công, vậy có nghĩa là đệ đã giỏi hơn họ rồi. Diệp Quân phì cười, vậy à? Diệp An gật đầu, sau đó cô ấy đứng lên, đi, đi dạo một chút nào. Diệp Quân kéo Táng Cương đi theo. Bên kia, Chu Phạn quay lại Hoàng Cung, Nguyên Tướng ở sau lưng cô ta hơi do dự một chút, sau đó nói, Điện Hạ, có một vài thế gia và tông môn đang gây sự, bọn họ đang tung tin đồn ở bên ngoài, rằng hiện tại Điện Hạ chỉ một lòng hướng về vũ trụ Quan Huyên, không có Đại Chu. Chu Phạn bình tĩnh nói, Nguyên Tướng, ông thấy thế nào? Nguyên Tướng nhỏ giọng thở dài, Điện Hạ đang cứu Đại Chu. Tất nhiên là ông ta biết, nếu Chu Phạn không làm gì thì người phụ nữ đó sẽ nổi giận. Ông ta có thể cảm nhận được, nếu như người phụ nữ tên Diệp An nổi giận, vậy thì không chỉ giết vài người như thế. Chu Phạn bình tĩnh nói, bọn họ nói trong lòng ta chỉ có mỗi vũ trụ Quan Huyên chứ không có Đại Chu, đây không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hiện tại Đại Chu chính là vũ trụ Quan Huyên, không chỉ có Đại Chu thuộc vũ trụ Quan Huyên không, mà trong tương lai. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ thuộc vũ trụ Quan Huyên. Nguyên Tướng do dự một chút rồi nói, nhưng những thế gia và tông môn đó. Chu Phạn bình tĩnh nói, giết tiếp một nhóm, sau đó treo hết lên cổng thành. Lại giết thêm một nhóm nữa. Nghe Chu Phạn nói thế, Nguyên Tướng ngạc nhiên, run giọng nói, bệ hạ. Chu Phạn nói, cứ làm thế đi. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Nguyên Tướng đứng đó im lặng một hồi, sau đó hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Thế là trong nước Đại Chu lại có gần vạn người bị giết, gần 100 thế gia và tông môn bị tiêu diệt tận gốc. Hai lần dùng cách ý chí kiên cường trấn áp khiến cả Đại Chu đều tĩnh lặng. Đến đây trong Đại Chu đã không còn những lời phản đối. Sự tàn sát lần này của Đại Chu khiến cả Đại Chu run rẩy. Trên phố, Diệp An dẫn Diệp Quân và Táng Cương chậm rãi đi trên đường phố, đô thành Đại Chu vô cùng sầm uất, không thua kém gì thành Quan Huyên, ngựa xe như nước, người qua lại rất náo nhiệt. Táng Cương đi theo bên cạnh Diệp Quân, cô bé thi thoảng nhìn Diệp An. Diệp An dẫn Diệp Quân và Táng Cương đến Tiên Bảo Các, mà vừa đến trước cổng Tiên Bảo Các, một ông lão mặc đồ đen đã chạy ra đón, ông ta cung kính cúi chào, chào đại tiểu thư. Thân là chủ quản sự của Tiên Bảo Các, dĩ nhiên ông ta đã biết chuyện gì xảy ra ở cổng thành, Diệp Quân là thiếu chủ của Tiên Bảo Các, nói một cách nghiêm túc, Diệp An cũng là đại tiểu thư của Tiên Bảo Các. Diệp An nói, ta đến lấy chút đồ, nói rồi cô ấy lấy một tờ giấy ra đưa cho ông lão. Ông lão cung kính nhận lấy tờ giấy, khi nhìn thấy những gì ở trên tờ giấy, ông ta cảm thấy hơi khó xử, vì những thứ ở trên tờ giấy đó rất quý giá, giá ở trên trời. Diệp An bình tĩnh nói, có vấn đề gì sao? Ông lão do dự một lát, sau đó nói, những thứ đại tiểu thư cần không có vấn đề gì, chỉ là ta không có đủ quyền hạn. Diệp An nói, ông đi lấy là được, đều ghi vào cho viện trưởng. Ông lão không do dự nữa. Lập tức cung kính chào. Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Thật ra Diệp An không có quyền lấy đồ ở Tiên Bảo Các, nhưng ông ta không ngốc. Lúc này mà xoắn suýt vấn đề này. Người nhà là người một nhà đấy. Dù sao viện trưởng cũng là người thanh toán. Sau khi ông lão đi xuống, Diệp Quân hơi tò mò nói, tỷ, tỷ cần những thứ này làm gì? Diệp An nói, giúp một bạn nhỏ. Diệp Quân hỏi, bạn nhỏ nào? Diệp An nói, bạn của Tiểu Bạch, tên là Tiểu Linh Nhi, dạo này cô ta đang nghiên cứu vài thứ, cần rất nhiều dược liệu.
Tiểu Linh Nhi. Diệp Quân còn muốn hỏi gì đó, lúc này Nguyên tướng bỗng xuất hiện trước mặt ba người, Nguyên tướng chào Diệp An nói, An tiểu thư, bệ hạ cho mời. Diệp An nói, bây giờ đi ăn cơm. Nguyên tướng mỉm cười, đúng thế, đã chuẩn bị tiệc xong rồi. Diệp An nói, quản sự Tiên Bảo Các đang chuẩn bị dược liệu cho ta đợi ông ấy một lúc. Nguyên tướng cười nói, An tiểu thư yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa đến cho người. Nghe thế, Diệp An gật đầu, vậy đi thôi. Cứ thế Nguyên tướng dẫn mọi người đến Hoàng cung Đại Chu, hiện giờ Hoàng cung Đại Chu đã được mở rộng ra rất nhiều, rất hoành tráng. Ba người Diệp Quân đi theo Nguyên tướng đến một đại điện, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là trần nhà cao chót vót và một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Chiếc đèn lớn không phải là loại đèn ở hệ ngân hà, mà được khảm bằng vài viên ngọc phát sáng đặc biệt, cực kỳ lộng lẫy. Dưới sự chiếu sáng của chiếc đèn chùm làm bằng đá quý này, cả đại điện trông càng hoành tráng hơn. Từng bức bích họa tinh xảo được khảm trên các bức tường xung quanh, những bức bích họa này cũng tản ra dao động năng lượng rất nhẹ, hiển nhiên không phải những bức bích họa đơn giản. Cả đại điện thực sự lộng lẫy với những bức tường vàng. Diệp An nhìn xung quanh, mỉm cười nói, thật khí thế. Diệp Quân không nói gì. Táng Cương tò mò nhìn xung quanh. Sau khi đi xuyên qua một hành lang, mọi người đi đến một điện khá nhỏ, so với đại điện trước đó thì tiểu điện này nhỏ hơn rất nhiều, cũng không quá lộng lẫy, chỉ là một tiểu điện vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một dãy giá sách chứa đầy sách cổ. Một chiếc bàn, lúc này trên bàn đã bày ra 7-8 món ăn phụ. Chu Phạn đứng trước bàn, lúc này cô ta không mặc long bào mà chỉ mặc một bộ đồ trắng đơn giản, không có vẻ trang nghiêm như trước nữa mà càng thêm tao nhã xinh đẹp. Chu Phạn mỉm cười nói, hôm nay là tiệc gia đình, chúng ta đơn giản là được. Diệp An gật đầu, vừa đúng ý ta. Chu Phạn nói, mời ngồi. Diệp An dẫn Diệp Quân và Táng Cương ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn không phải là sơn hào hải vị gì, đều là vài món ăn thường ngày. Chu Phạn nói, ta đã phái người đi tiếp quản bên đại lục bị vứt bỏ. Đại lục bị vứt bỏ quả thật không hợp để sinh tồn. Ta đã sắp xếp một đại lục hoàn toàn mới cho họ, tiếp theo thư viện sẽ giúp họ chuyển đến nơi ở mới. Diệp Quân bỗng nói, trong vũ trụ quan huyên có lẽ có không ít chuyện tương tự như vậy. Chu Phạn nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu, xảy ra chuyện như thế này cũng là bởi vì quan huyên pháp vẫn chưa được phổ biến đúng cách, có rất nhiều người có tâm lý gặp may. Diệp Quân lắc đầu, đây chỉ là một trong các nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nữa, đó chính là hình phạt hiện giờ của thư viện quan huyên quá khoan dung. Chu Phạn nhìn hắn, nhưng nếu phạt nặng quá, một khi bị người có ý đồ riêng lợi dụng thì không phải là chuyện tốt. Diệp Quân khẽ gật đầu, cô nói không sai. Nhưng bây giờ thư viện quan huyên mới khởi đầu, nếu không nặng về nghi lễ thì khó có thể khiến mọi người sợ. Chu Phạn ngẫm nghĩ rồi nói, thiết lập một bộ hình phạt đặc biệt, bộ hình phạt này nằm trong quan huyên pháp. Tuy nhiên, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thực hiện bộ hình phạt này, người đặc biệt này phải là người đáng tin cậy. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bỗng vươn tay xoa đầu Táng Cương, mỉm cười. Chu Phạn nhìn sang Táng Cương. Thấy mọi người đều nhìn mình, Táng Cương nhìn mọi người, sau đó tiếp tục ăn cơm. Từ sau khi đi theo Diệp Quân, mỗi ngày cô bé đều có thể được ăn đồ ngon. Rất sung sướng. Diệp Quân bỗng nhìn Diệp An, nhóc con này đi theo người khác, đệ không yên tâm. Diệp An cau mày, đệ muốn để cô bé đi theo ta à? Diệp Quân gật đầu. Táng Cương bỗng đặt đũa xuống, cô bé nhìn Diệp Quân, không nói gì. Rõ là cô bé không muốn đi theo Diệp An. Diệp An xòe tay ra, đệ nhìn xem, cô bé không muốn đi theo ta, đệ tự chăm sóc cô bé đi, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Táng Cương, Diệp Quân suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, vậy ngươi sẽ theo ta. Lúc này Táng Cương mới thu lại tầm nhìn, sau đó cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, sau đó nói, dù sao phạt nặng cũng chữa được triệu chứng chứ trị hết căn nguyên. Quan trọng là quan huyên pháp, chỉ có khi mọi người tuân theo quan huyên pháp tận lòng thì mới có thể trị được tận gốc. Diệp Quân gật đầu, cô nói cũng có lý nhưng yêu cầu mọi người tuân theo quan huyên pháp tận lòng là không thực tế, việc phạt nặng là giới hạn cuối cùng của quan huyên pháp. Nói rồi hắn ngừng lại một chút, sau đó lại nói, vẫn nên mạnh tay một chút.
Chuyện lần này khiến hắn hiểu ra dù sao đây cũng là thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nếu quan huyên pháp không tàn nhẫn thì sẽ không thể răn đe những người đó. Chu Phạn ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, vậy ta sẽ đặt ra một bộ hình phạt nặng. Diệp Quân nói, không cần đưa ra đâu. Chu Phạn nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, cô không cần lo chuyện này. Chu Phạn sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ý. Bộ hình phạt này ở trong quan huyên pháp nhưng chỉ nằm ngoài nội các. Nói một cách đơn giản, người thi triển bộ hình phạt này không chịu sự ràng buộc của nội các, hơn nữa cũng không có luật lệ tiêu chuẩn tương ứng, người thi triển hình phạt có thể làm theo ý mình, sắc mặt Chu Phạn bỗng trở nên hơi nghiêm trọng. Nếu người thi hành pháp là một người tàn ác, nghĩ đến đây Chu Phạn không khỏi quay đầu nhìn Táng Cương, vẻ ngoài của nhóc con này không giống một người lương thiện. Diệp An bỗng nói, chẳng phải là bữa cơm gia đình sao, nói mấy chuyện này làm gì, ăn cơm thôi. Chu Phạn thu lại tầm mắt, mỉm cười, ăn cơm. Diệp Quân gật đầu, sau đó cầm đũa lên. Lúc này Táng Cương bỗng nhìn Diệp An, nấu bát mì. Diệp An nhìn Táng Cương, hơi bất mãn, người có thái độ gì đấy? Táng Cương nhìn Diệp An, một lúc sau, người có thể nấu một bát mì không? Diệp Quân. Diệp An nhìn Táng Cương một lúc, sau đó lấy một cái nồi và một gói mì ra, nấu cho Táng Cương, tự mình làm đi. Táng Cương nhìn cái nồi, đúng là không biết làm, thế là cô bé nhìn Diệp Quân, người nấu. Nói rồi, cô bé như ý thức được gì, lại nói, người hãy húp một bát mì đi. Diệp Quân. Chu Phạn bật cười. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, bắt đầu nấu mì cho cô bé. Chẳng mấy chốc đã nấu xong, Táng Cương hiếm khi nở nụ cười. Diệp Quân nhìn Diệp An, tiếp theo tỷ định làm gì? Diệp An nói, ta đang làm một việc lớn. Diệp Quân hơi tò mò, chuyện lớn. Diệp An nói, đệ nghĩ ta đang làm gì? Đang lang bạt ở khắp nơi sao? Diệp Quân cười nói, đệ không có ý này, đệ chỉ hơi tò mò thôi. Diệp An bình tĩnh nói, các người biết vũ trụ này lớn thế nào không? Diệp Quân nhíu mày. Diệp An nhìn Diệp Quân, đừng chỉ vòng quanh trong giới của mình, có thể ra ngoài xem thử, thế giới bên ngoài rất sôi động, ta nói cho các đệ biết, danh tiếng của ta ở bên ngoài rất vang dội đấy, sau này các đệ ra ngoài thì có thể nói tên ta. Diệp Quân cảm thấy có hứng thú, tỷ đi đến đâu? Diệp An cầm một cốc bia uống, sau đó nói, vực Cửu Châu. Nghe Diệp An nói thế, Táng Cương bỗng nhíu mày. Cô bé nhìn Diệp An, ánh mắt hiện lên một tia mơ màng, sau đó toát ra sát khí. Diệp Quân ở một bên để ý đến vẻ mặt của Táng Cương, hắn nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó lại nhìn Diệp An, đó là nơi nào? Diệp An lại uống một ngụm, sau đó nói, một nơi có rất nhiều thiên tài. Nói rồi cô ấy bỗng đập bàn một cái, mẹ nó chứ, chỉ suýt nữa thôi là ta đã đứng trong 10 người đầu tiên trên bảng đại đạo rồi. 10 người đầu tiên. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, với thực lực của tỷ, chẳng phải nên là đứng đầu sao? Diệp An bỗng đánh vào đầu Diệp Quân một cái, câm miệng. Diệp Quân, Chu Phạn. Diệp An uống được một lúc thì mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Gương mặt của Táng Cương ở bên kia cũng đỏ bừng, tử lượng của hai cô gái này không được tốt cho lắm. Bữa cơm này rất ấm cúng, Diệp Quân cũng biết được rất nhiều chuyện ở bên ngoài từ Diệp An. Hắn cũng nhận ra, những năm gần đây, người tỷ tỷ này của hắn đã tiến bộ rất nhiều, bình thường khi chiến đấu một mình, hắn thật sự không thể đánh thắng được tỷ tỷ. Phải biết rằng, hiện tại ý kiếm của cô ấy mạnh bằng 90% kiếm Thanh Huyên. Mà khi ở trong vực Cửu Châu, Diệp An vẫn chưa tiến vào được top 10. Vực Cửu Châu. Diệp Quân lắc đầu cười, quả thật là mình nên đi ra ngoài nhìn đó đây một chuyến. Hình như đã nghĩ đến chuyện gì đó, Diệp Quân đột ngột nhìn về phía Táng Cương, không chỉ có Diệp Quân mà cả Diệp An, Chu Phạn cũng nhìn về phía Táng Cương, hiển nhiên, các cô cũng chú ý đến việc Táng Cương thay đổi vẻ mặt trước đó. Diệp Quân nói, tiểu Táng, ngươi có biết vực Cửu Châu này không? Táng Cương nhấp một hớp rượu rồi nói, hơi quen. Hơi quen hả? Diệp Quân cau mày, hắn nhìn về phía Diệp An nhìn thoáng qua Táng Cương. Sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, có thể cô bé này đến từ vực Cửu Châu hoặc là có quan hệ gì đó với nơi này,
Hơn nữa, cô bé có thể hấp thụ thành huyết mạch phong ma thì phải có nguồn gốc nhân quả nào đó với gia đình chúng ta. Bỏ đi, đây là chuyện đệ quan tâm thì đệ tự suy nghĩ, uống đi. Diệp Quân. Đêm khuya. Táng Cương uống say nằm trên bàn, tay cô bé vẫn đang nắm thanh đao, thỉnh thoảng lại vung vẫy rồi hét lên, giết. Mặc dù mặt của Diệp An đã đỏ bừng nhưng cô ấy vẫn chưa say, dù sao cũng là người tập võ, nhưng mà, cô ấy cũng không thể kiềm chế được cơn say nên hơi lâng lâng. Diệp An đột ngột nói, đi ra ngoài một chút. Chu Phạn gật đầu, được. Ba người rời khỏi đại điện đi ra ngoài, lúc này, bầu trời ở bên ngoài đầy sao, ánh trăng sáng treo lơ lửng, gió thổi hiu hiu, rất mát mẻ. Diệp An ngẩng đầu nhìn một vùng tinh không, sau đó nói, lão đệ, mục tiêu của đệ có thật sự là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ không? Lão đệ. Cô ấy không còn che giấu thân phận của Diệp Quân nữa, tất nhiên, cũng không cần phải giấu giếm. Bởi vì cô ấy nhận ra, Chu cô nương này đã tìm ra thân phận của Diệp Quân từ lâu rồi, chỉ là không muốn tiết lộ ra mà thôi. Chu Phạn nhìn về phía Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân gật đầu, vâng. Diệp An quay đầu nhìn Diệp Quân, vũ trụ này rất rộng lớn, những năm này ta đã đi theo mẹ đến nơi xa xôi, gặp qua rất nhiều nền văn minh cường đại và các cường giả đỉnh cao, chỉ có thể nói rằng, lão đệ, con đường của đệ đi vẫn còn rất dài. Diệp Quân gật đầu, đệ biết. Diệp An nói, lúc trước em dâu nói rất đúng, danh tiếng hiện tại của đệ vẫn chưa vang danh, đặc biệt là ở ngoài kia, đệ hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hơn nữa, mấy năm gần đây, phần lớn các nền văn minh vũ trụ bị thu phục đều bằng lòng gia nhập vũ trụ quan huyên là do cô và cha. Trong tình huống này, những cường giả của nền văn minh khác sẽ không tin tưởng hoàn toàn vào đệ được. Nói rồi, cô ấy nhìn Diệp Quân, cười nói, tỷ nói thẳng, đệ không để ý chứ. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao. Diệp An gật đầu, ý của tỷ là đệ có thể đi ra ngoài tung hoành, ví dụ như vực Cửu Châu này chẳng hạn. Nơi này rất phù hợp cho các thanh niên đến rèn luyện, chỉ khi ở nơi đó tỷ mới nhận ra rằng, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Diệp Quân im lặng. Hắn biết rất rõ thiên phú của Diệp An, tỷ tỷ hắn không chỉ có thiên phú đáng sợ mà còn có huyết mạch đặc biệt, cộng với việc người dạy dỗ cho tỷ ấy là cường giả cao cấp nhất thế gian, với điều kiện này của tỷ ấy mà vẫn cảm thấy vực Cửu Châu đáng sợ. Có thể tưởng tượng được nơi đó đáng sợ đến nhường nào. Dĩ nhiên. Việc này cũng đã kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn cũng muốn lao ra ngoài sông pha. Gặp các nền văn minh thiên kiêu khác. Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ta đi đây, để cố gắng lên. Nói rồi, cô ấy biến thành một luồng thương mang bay thẳng lên trời, lập tức biến mất của bầu trời. Thấy Diệp An nói đi là đi, Diệp Quân mỉm cười nói, tính tình của tỷ tỷ mình đã cởi mở hơn lúc trước rất nhiều. Trước kia khi nhìn thấy Diệp An rất trầm tính ít nói, nhưng hiện tại, cô ấy rất cởi mở, tất nhiên là tính cách vẫn còn hơi nóng nảy giống hệt lúc trước. Chu Phạn đột ngột lên tiếng, tiếp theo đây ngươi có tính toán gì không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Chu Phạn, chuyện lần này có ảnh hưởng gì đến cô không? Chu Phạn nói có, nhưng không lớn mấy. Thật ra, lãnh đạo cấp cao của Đại Chu đều biết đến nỗi kinh hoàng của Diệp Quân và Thư viện Quan Huyên. Phải biết rằng, sức mạnh của Đại Chu ngày hôm nay là luồng kiếm khí ở bên trong lãnh thổ Đại Chu, có thể nói rằng luồng kiếm khí này chính là bùa hộ mạng của hoàng tộc Đại Chu. Nhưng những người ở phía dưới lại không biết điều này. Lý do mà cô ta có thể trấn áp được toàn bộ Đại Chu, còn có một nguyên nhân khác, đó là các tông môn và thế gia đứng đầu trong lãnh thổ Đại Chu đều ủng hộ cô ta, như Đạo Gia, Từ Thiên, và đám người Nguyên Tướng. Đây mới chính là những trụ cột vững chắc của Đại Chu. Diệp Quân nói, đây là một gánh nặng lớn. Chu Phạn gật đầu, ta có thể làm tốt được. Diệp Quân nhìn Chu Phạn, hai mắt Chu Phạn rất kiên định. Diệp Quân phì cười, sau đó nắm lấy tay Chu Phạn, hai người từ từ đi về phía xa. Chu Phạn nói, vốn dĩ ta giao quyền lực cho tứ ca của ta, là do gã đại diện cho đám ngoan cố đó. Ta hy vọng gã sẽ giúp ta ổn định bọn họ, nhưng ta không ngờ rằng, gã lại bị tiền che mờ con mắt. Nói đến đây, cô ta lắc đầu, ta đã đánh giá thấp lòng tham lam của con người. Diệp Quân nói, thứ ta lo lắng nhất hiện tại là những người xung quanh ta.
Chu Phạn nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nói nhỏ, những người thân ở bên cạnh chúng ta là những người dễ bị cám dỗ nhất, bởi vì họ có quan hệ với chúng ta, vì vậy, có rất nhiều người ở phía dưới luôn nịnh hót họ, một số cơ quan bên trong thư viện cũng kiêng dè họ, cũng chính vì điều này mà khi họ muốn làm việc gì đó xấu, cũng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Giây phút này, hắn nhớ đến tộc Thiên Long. Nếu tộc Thiên Long không phải vì Thiên Thiên và hắn thì không đời nào bọn họ dám hành động liều lĩnh như vậy. Mà lòng người cũng chỉ được làm bằng xương bằng thịt, nếu người thân của người cầm quyền có mắc phải một sai lầm nào đó, sao bọn họ có thể không thiên vị được cơ chứ? Hoặc là, giao cho người thân bọn họ một số quyền lợi đặc biệt, khiến bọn họ giàu sang phú quý. Nhớ đến những việc này, Diệp Quân khẽ thở dài. Chu Phạn nói, ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ từ từ xử lý xong những việc này. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phạn mỉm cười nói, những việc vặt vãnh này cứ để ta xử lý đi. Thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, ta sẽ triệu tập các nền văn minh đứng đầu và gia chủ của các gia tộc đến đây để thảo luận vài vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch thật chi tiết, đặc biệt là phân chia quản lý khu vực này. Chỉ cần giải quyết những việc này xong, vũ trụ chúng ta đang cai quản sẽ ngày càng ổn định hơn. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, đây chính là hướng chiến lược hiện tại của vũ trụ quan huyên chúng ta, việc ưu tiên hàng đầu là ổn định mọi nền văn minh, gia tộc và tông môn, thực ra, nói một cách đơn giản là phân chia lợi ích, chỉ khi có đầy đủ lợi ích, các thế gia, tông môn và các nền văn minh này mới có thể đi theo chúng ta. Diệp Quân nói, cô đừng quá tốt bụng mềm lòng, lúc nào cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn một chút. Chu Phạn gật đầu, rõ rồi. Cứ thế. Hai người họ bước đi từ từ dưới ánh trăng, vừa đi vừa trò chuyện. Thiên giới, nhà họ Long. Lúc này, lão tổ nhà họ Long Long Trần đang ngồi trong đại điện, ở trước mặt ông ta là một đám trưởng lão nhà họ Long, Long Đại cũng ở trong đó, nhưng vẻ mặt cô ta lại trắng bệch. Vẻ mặt của Long Trần rất lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm vào Long Đại, ông ta không ngờ rằng, Long Đại đứa cháu ngoan hiền nhà mình lại đắc tội nhà họ Trần và Đại Chu. Trước kia bọn họ không biết nhà họ Trần và Đại Chu đáng sợ đến thế nào, nhưng hiện tại, ông ta đã biết rồi, nhất là Đại Chu, người ta chỉ cần một ngón tay thôi là đã có thể bóp chết nhà họ Long. Bây giờ, ngày qua ngày ông ta luôn sống trong nỗi sợ, lo sợ một ngày nào đó nhà họ Trần hoặc Đại Chu sẽ đột nhiên đến nhà họ Long hỏi tội. Lúc này, gia chủ nhà họ Long Long Vân đột nhiên nói, lão tổ, nhà họ Trần và Đại Chu. Vừa mới cất lời. Mọi người đang ở trong đại điện đều vội vàng nhìn về phía Long Trần, vẻ mặt đầy lo lắng. Vẻ mặt Long Trần rất u ám, nổi giận nói, tất cả mọi chuyện đều là do đứa con gái của ngươi. Long Vân không dám nói câu nào. Long Đại cũng cúi đầu, không dám nói gì. Long Trần u ám nói, cho dù là nhà họ Trần hay là Đại Chu, nếu bọn họ muốn giết chúng ta thì tất cả chỉ gói gọn trong một câu, ta đã liên lạc với một quản sự của Đại Chu. Ông ta sẽ đến đây nhanh thôi, mà việc cần phải ưu tiên nhất hiện nay đó chính là tử hình kẻ đầu sỏ để xoa dịu lửa giận của họ. Vừa nói, ông ta vừa nhìn chằm chằm Long Đại. Nghe vậy, mọi người ở trong đại điện đều hoảng sợ, vội vàng nhìn Long Đại. Vẻ mặt Long Đại xanh như tàu lá chuối, hai tay cô ta siết chặt, cô ta không ngờ rằng, lão tổ nhà mình lại muốn giao nộp cô ta. Gia chủ nhà họ Long Long Vân ở bên cạnh nói, lão tổ, sao có thể xử tử đại nhi chứ? Con bé bị người ta lừa mới làm chuyện đó thôi, chuyện này. Đồ ngu! Long Trần đột ngột nổi giận nói, không xử tử cô ta thì làm thế nào để xoa dịu cơn giận của nhà họ Trần và Đại Chu đây hả? Long Vân gằn giọng nói, lão tổ, đã đến giờ phút này rồi thì có xử tử đại nhi đi nữa, e rằng nhà họ Trần và Đại Chu cũng sẽ không buông tha đâu. Long Trần nhìn chằm chằm Long Vân, nếu như sau khi cô ta bị xử tử, nhà họ Trần và Đại Chu sẽ hết giận thì sao? Long Vân lập tức từ chối, không được. Long Trần nổi giận nói, láo xược. Vừa nói, một luồng khí thế đáng sợ lập tức bao trùm Long Vân, người muốn làm phản sao? Long Vân bị luồng khí thế này đè ép không thể thở nổi, nhưng ánh mắt ông ta vẫn kiên định khác thường, lão tổ, Đại Nhi là con gái của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai làm hại đến con bé. Láo xược. Long Trần gào lên giận dữ, luồng uy áp mạnh mẽ trong người ông ta dâng trào, sau đó lập tức đè ép Long Vân quỳ xuống đất,
nhưng Long Vân vẫn không chịu khuất phục, ông ta ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Long Trần, lão tổ, nếu muốn nhà họ Trần và Đại Chu bất giận, người có thể dùng mạng sống của ta, xin lão tổ hãy bỏ qua cho Đại Nhi. Long Trần giận dữ nói, cái mạng đó của ngươi vô dụng, Long Đại, cô ta đắc tội nhà họ Trần và Đại Chu vì một người không có quan hệ gì, loại người ngu ngốc thế này ngươi còn bảo vệ làm cái gì? Ngươi không giết thì để ông già này giết. Một luồng khí thế đáng sợ bên trong cơ thể Long Vân đột nhiên bùng phát, sau đó, ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào Long Trần, lão tổ, ta là cha của Đại Nhi, ai dám đụng tới Đại Nhi, ta liều mạng với kẻ đó. Phản rồi. Long Trần thốt lên đầy giận dữ, tát Long Vân một cái thật mạnh. Long Vân chọn cách chống cự, lập tức tung một quyền vào ông ta. Một tiếng nổ vang lên, Long Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào cửa, miệng ông ta phun ra đầy máu tươi, không chỉ thế, cánh tay phải của ông ta cũng bị chém đứt. Hoàn toàn không thể làm được gì. Ở bên trong đại điện, một đám cường giả nhà họ Long trố mắt nhìn nhau, không dám nói câu gì. Mặc dù Long Vân là tộc trưởng, nhưng Long Trần lại là lão tổ. Long Đại vội vàng chạy đến trước mặt Long Vân, nhìn cả người Long Vân đầy máu, giọng cô ta run run, cha. Long Trần nhìn chằm chằm Long Vân đang nằm dưới đất, nếu ngươi muốn bảo vệ kẻ ngu ngốc đó thì ngươi chết chung với nó đi. Vừa nói, ông ta lập tức xuất hiện ở trước mặt Long Vân, ngay vào lúc ông ta sắp ra tay, ở cách đó không xa, có một thiếu niên dẫn theo một cô gái mặc long bào từ từ đi tới. Người tới chính là Diệp Quân và Chu Phản. Khi nhìn thấy Diệp Quân, hai mắt Long Trần híp lại, tay phải cũng chậm rãi nắm chặt. Long Đại ở một bên ngạc nhiên, sư phụ. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta tới thăm cô. Vâng ạ. Lúc này, Long Trần cách đó không xa đột nhiên cười nhạt, không ngờ ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Diệp Quân nhìn Long Trần phóng ra khí thế cường đại, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân. Người dám đắc tội Đại Chu, đúng là không biết sống chết. Diệp Quân bình tĩnh nói, Đại Chu cũng phải tuân theo quan huyên pháp. Nực cười. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc một bộ cẩm bào sang trọng đi vào, rất giàu có. Thấy người đàn ông trung niên, vẻ mặt Long Trần vốn đang lạnh lùng nhất thời nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng đáp Chu Lũng đại nhân, ông tới rồi. Đại Chu, nghe thấy lời của Long Trần, những cường giả nhà họ Long trong sân đều kinh ngạc, Đại Chu đối với bọn họ mà nói quả thực tồn tại giống như thần vậy. Chu Phạn nhìn Chu Lũng, không nói gì. Chu Lũng đi tới, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, quan huyên pháp. Thật buồn cười, vũ trụ quan huyên chẳng qua chỉ là một văn minh vũ trụ cấp 1, mà Đại Chu ta là văn minh vũ trụ cấp 5, để một văn minh vũ trụ cấp 5 tuân thủ luật pháp của một văn minh vũ trụ cấp 1. Người không cảm thấy chuyện này rất buồn cười hả? Diệp Quân nhìn Chu Lũng, người đến từ Đại Chu. Chu Lũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, người có thể gọi ta là Chu Đại Nhân. Diệp Quân. Chu Lũng quan sát Diệp Quân, sau đó nói, người đang đến gây sự sao? Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phản lắc đầu, hiển nhiên, cô ta không nhận ra người trước mặt này. Diệp Quân khẽ gật đầu đã hiểu. Chu Phạn dù sao cũng là nóc nhà Đại Chu, sao có thể biết những người bên dưới này. Diệp Quân đang muốn nói, Chu Lũng bỗng nhiên nói, người đâu? Lời vừa dứt, bốn tên cường giả mặc áo giáp cách đó không xa đột nhiên xông vào. Chu Lũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười nói, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới, đây là công lao từ trên trời rơi xuống. Bắt lại. Một bên, Long Trần nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành. Nhà họ Long ta sẵn lòng trợ giúp Chu Đại Nhân. Vừa nói, ông ta vừa tự mình tiến lên một bước, một luồng khí tức cường đại quét về phía Diệp Quân. Mà lúc này, Chu Phạn đột nhiên chậm rãi nâng tay lên, sau đó nhẹ nhàng đè, chỉ đè như vậy, bốn tên thị vệ Đại Chu bị áp chế tại chỗ. Thấy cảnh này, Chu Lũng và Long Trần đều hơi ngẩn ra. Chu Lũng nhìn về phía Chu Phạn, thấy trên người Chu Phạn có một cỗ uy thế vô hình. Chu Lũng hơi giật mình sau đó nói, nhìn lầm rồi. Chu Phạn nhìn chằm chằm Chu Lũng, cấp trên của ngươi là ai? Chu Lũng cười lên, nói ra sợ ngươi sẽ giật mình. Tiểu Tháp. Diệp Quân bật cười. Sắc mặt Chu Phạn dần lạnh như băng.
Chu Lũng đột nhiên tiến lên một bước, ông ta vừa bước một bước, một luồng khí thế cường đại lao về phía Chu Phạt, nhưng còn chưa đến gần Chu Phạt, luồng sức mạnh cường đại đó đã biến mất. Chu Lũng nhìn thấy cảnh này hơi giật mình, sau đó vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, liếc nhìn Diệp Quân, cười nhạt nói, khó trách người dám tự chui đầu vào lưới, thì ra là tìm được người giúp đỡ. Diệp Quân khẽ gật đầu, cười nói, muội ấy chính là đồng bọn của ta. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, đầy mê hoặc. Chu Lũng lúc này cũng thu lại vẻ khinh thường, ông ta mở lòng bàn tay ra, bóp nát một lá bùa. Gọi người. Chu Phạn không hề ngăn cản, mà nhìn về phía Long Đại đáng thương, cười nói, đây chính là đệ tử mới của huynh sao. Diệp Quân khẽ gật đầu, may có muội trợ giúp, nếu không ngay cả bánh bao ta cũng không ăn được rồi. Vừa nói, hắn vừa vẫy tay về phía Long Đại, tới đây. Long Đại lau nước mắt trên mặt, sau đó đi tới trước mặt Diệp Quân và Chu Phạn, ấm ức nói, sư phụ. Diệp Quân gật đầu, đây là sư mẫu của ngươi. Long Đại nhìn về phía Chu Phạn, thấy dung nhan tuyệt thế của Chu Phạn, cô ta không khỏi kinh ngạc nói, sư mẫu, người thật đẹp. Chu Phạn nghe vậy trong lòng vui mừng, cô ta chủ động nắm tay Long Đại, cười nói, ngươi cũng rất đẹp. Diệp Quân lắc đầu cười. Ngu xuẩn. Lúc này, Long Trần cách đó không xa đột nhiên tức giận nhìn Long Đại, ngươi còn không mau cút về. Hậu duệ vô liêm sỉ này lại dám thân cận với loạn thần tặc tử trước mặt người Đại Chu, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Chu Phạt, ông ta cũng muốn đích thân ra tay giết chết cô ta. Thấy Long Trần nổi giận, Long Đại hiển nhiên hơi sợ, dù sao cũng là tổ tông của cô ta. Chu Phạn vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Long Trần lạnh lùng nhìn Chu Phạn, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Chu Lũng bên cạnh, nói tiền bối, Long Đại đã bị ta trục xuất khỏi nhà họ Long, cô ta và nhà họ Long ta không còn bất kỳ quan hệ nào, nhà họ Long ta sẵn lòng vì Đại Chu vào dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không chối từ. Chu Lũng nhìn Long Trần đang tỏ lòng trung thành, trong lòng dâng lên một cảm giác khinh thường. Loại gia tộc cấp bậc như này ở Đại Chu rất nhiều, dĩ nhiên, đối với ông ta nói một gia tộc như vậy nịnh nọt, vẫn có nhiều lợi ích. Vì vậy, ông ta khẽ gật đầu, người có muốn gia nhập Đại Chu không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.